Chàng rể trường sinh, Đinh Dũng. Tập 21. Phòng làm việc của Hàn Hàn không ở tầng này, có điều cũng nằm cùng tòa nhà văn phòng, cho nên Đinh Dũng cùng hai tên phía Trương Bưu chẳng mấy chốc đã tới tầng có văn phòng làm việc của Hàn Hàn. Vừa tới đây, Đinh Dũng đã bị hai bảo vệ chặn lại, bọn họ nhìn Đinh Dũng với ánh mắt đầy cảnh giác, cậu là ai? Sao, đây là khu vực riêng tư sao? Còn không cho người khác vào sao? Đinh Dũng cau mày nhìn hai tên bảo vệ này. Loại tạp nham không được vào, nghe vậy, hai tên bảo vệ không hề trả lời anh mà lạnh giọng, nếu cậu không thể chứng minh thân phận thì chúng tôi không thể cho cậu vào. Là tôi dẫn hắn ta tới, đúng lúc này, tên Trương Bưu đi trước xoa xoa mũi, cười nói, hắn ta muốn tới gặp Hàn Hàn thiếu gia thì tôi dẫn hắn ta tới. Anh Bưu, không ngờ hắn ta lại do anh dẫn tới, thật sự xin lỗi anh. Hai tên kia nghe Trương Bưu nói vậy thì đột nhiên tỏ vẻ rụt rè. Xem ra tên Trương Bưu này có chức không nhỏ ở đây, nếu không thì không thể khiến hai tên bảo vệ này sợ hãi như vậy. Đinh Dũng hít sâu một hơi, Hàn Hàn đúng là chẳng khác gì một vị vua ở tập đoàn này. Vừa nghĩ, Đinh Dũng vừa đi thẳng vào chôn với hai người phía Trương Bưu. Cạch, 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 chẳng mấy chốc, cả ba người đã tới bên ngoài văn phòng của Hàn Hàn. Ai thế, trong văn phòng vọng ra giọng nói khó chịu của Hàn Hàn. Hàn Hàn thiếu gia, có người muốn gặp anh, Trương Bưu do dự một hồi, quay đầu nhìn Đinh Dũng rồi mới nói bằng giọng cung kính, hắn ta còn nói nếu anh không gặp hắn thì nhất định sẽ hối hận. Nghe vậy, Đinh Dũng nhướng mày, anh còn nhớ rõ ràng lời mình nói. Tên này đúng là biết thêm mắm dặm muối. Đúng lúc này, cánh cửa văn phòng được mở ra, một cô gái với vẻ cuốn hút đi ra, cô ta di chuyển uyển chuyển. Vừa đi vừa nhìn Đinh Dũng và Trương Bưu, nói năng khéo léo các anh vào đi. Thấy cô gái này, Trương Bưu dạo dực cả người, có điều hắn lại giật mình và thầm nhủ, rõ ràng hắn đã làm lỡ chuyện vui của thiếu gia Hàn Hàn, đột nhiên Trương Bưu vã mồ hôi. Hàn Hàn, anh to gan thật đấy, đúng lúc này, Đinh Dũng đẩy cô gái hiểu điệu kia ra, bước vào trong văn phòng của Hàn Hàn. Thấy Hàn Hàn đang ngả người trên ghế làm việc, anh bật cười. Không ngờ tôi và Phương Nhiên mới rời khỏi đây chưa được mấy ngày mà anh đã có thể làm ra nhiều việc đáng coi thường như vậy. Hàn Hàn ngồi trên ghế làm việc với tâm trạng vốn dĩ chẳng vui vẻ gì cho cam, nghe Đinh Dũng nói vậy thì tái mặt, vội đứng dậy. Khi nhìn thấy Đinh Dũng, khóe miệng hắn nhếch lên cười châm chọc, ồ, không phải là em rể của tôi đây sao? Sao thế, Phương Nhiên mất tích mà chú còn không đi tìm, lại chạy đến đây để hỏi tội vậy? Ai cho chú em tư cách bước vào tập đoàn này? Hàn Hàn đi tới, liếc nhìn Đinh Dũng, món nợ lần trước tôi còn cho rằng chưa có cơ hội tính, không ngờ thiên đường có lối chú không đi, địa ngục không cửa lại đòi xông vào, vậy thì đừng trách người làm anh họ như tôi vô tình. Làm anh, Hàn Hàn dứt lời, Trương Bưu tái mặt. Hàn Hàn thiếu gia là anh họ của tên tiểu tử này. Hắn ta vội nhìn sang Hàn Hàn, hỏi với giọng dè chừng, thiếu gia, anh và tên này quen nhau sao? Ha ha ha. Lẽ nào cậu còn chưa từng nghe nói về trò hề vài năm trước trong tập đoàn Hàn Thị sao? Hàn Hàn lập tức mỉa mai, nó chính là tên ăn hại trước kia ở rể nhà họ Hàn. Hả, hắn ta chính là Đinh Dũng, Trương Bưu nhướng mày, nhìn Đinh Dũng tỏ vẻ hứng thú hơn hẳn, gần như không thể ngờ nổi tên đang đứng trước mặt mình chính là Đinh Dũng, trước kia từng khiến người ta phải phì cười. Chỉ có điều Đinh Dũng của hiện tại lại không còn như xưa nữa. Các nhân vật tai to mặt lớn ở Kim Châu ai dám tỏ thái độ bất kính với anh. Cho dù là nhà họ Trương ở thế giới ngầm hay Ngụy Kiến Quốc, Lý Hải Dân thậm chí là cả nhà họ Kim ở Giang Nam, những thế lực nổi danh đâu dám chọc vào Đinh Dũng. Đáng tiếc thân phận của Trương Bưu và Hàn Hàn lại không thể tiếp xúc được với tầng lớp đó. Còn Đinh Dũng lại không thích khoa trương, vì vậy cho dù thế nào thì bọn họ cũng không thể ngờ nổi một tên ở rể ăn bám nhà họ Hàn trên thực tế lại nắm cả thành phố Kim Châu trong lòng bàn tay. Thế nào, ngạc nhiên lắm phải không, nghe Trương Bưu nói vậy, Đinh Dũng mới quay đầu lại nhìn Hàn Hàn, Hàn Hàn, tới bây giờ, không phải anh vẫn cho rằng mình nhất định có thể trở thành chủ tịch của tập đoàn Hàn Thị chứ? Chỉ dựa vào đám tép siêu này, cho dù anh có thể thừa kế tập đoàn thì có ích gì, nói tới đây, Đinh Dũng lại tỏ vẻ giễu cợt, một công ty chỉ có cái vỏ mà bên trong trống rỗng thì có ý nghĩa gì? Khốn nạn, ăn nói ngông cuồng, Hàn Hàn nghe vậy thì mặt mày tối sầm cả lại. Hắn nhìn Đinh Dũng chằm chằm, cười bí hiểm, không ngờ chú càng ngày càng ngông cuồng, chú đừng quên nơi này là tập đoàn Hàn Thị, là địa bàn của nhà họ Hàn, một thằng bỏ đi ăn hại như chú là cái thá gì. Có điều đã đến rồi thì nợ mới nợ cũ tính cả đi, nói tới đây,
Hàn Hàn nhìn sang Trương Bưu, hạ giọng nói, đi gọi bảo vệ vào đây. Vâng, Trương Bưu gật đầu vâng lệnh. Thấy Trương Bưu nhanh chóng rời đi, Đinh Dũng nhìn Hàn Hàn với vẻ đầy hứng thú, hỏi, sao thế? Muốn ra tay với tôi, xem ra lần trước vẫn chưa đủ nặng nhỉ. Hắn dứt lời, Đinh Dũng lao như mũi tên về phía trước, đấm luôn vào bụng Hàn Hàn khiến hắn bay ra khỏi đó. Bịch, Hàn Hàn ngã ra đất, mặt mày méo xệch vì đau đớn. Hắn ta chỉ vào Đinh Dũng mà nạt, xong rồi, mày xong rồi đấy, dám đánh cả tao, tao phế mày đi. Người đâu, mau giết nó cho tôi, Hàn Hàn nói là cả giọng. Cái đấm này của Đinh Dũng khiến hắn như bị đấm xuyên qua bụng, dù muốn vùng vẫy nhưng cơn đau lại khiến hắn chẳng còn nổi sức. Thiếu gia, có chuyện gì vậy, thiếu gia? Hai tên bảo vệ ban nãy nghe vậy thì lập tức xông vào, khi thấy Hàn Hàn nằm trên đất, cả hai người bọn họ tái mét mặt, lập tức tới đỡ Hàn Hàn dậy. Phế tôi, Đinh Dũng nhếch miệng, tôi thấy anh bị phế mới đúng, đợt lát nữa tôi sẽ mở cuộc họp khẩn cấp, hy vọng tới lúc đó anh có thể tươi cười mà bước ra. Cuộc họp khẩn cấp, mày cho rằng mày có thể yên ổn ra khỏi đây à, nghe vậy, Hàn Hàn chỉ vào Đinh Dũng mà gằn, hai người các cậu, giết hắn cho tôi. Vả lại, mày là cái thá gì mà cũng đòi mở cuộc họp khẩn cấp, Hàn Hàn nghiến răng. Trước kia, Đinh Dũng gặp bọn hắn còn phải chuồn đi, thế nhưng mấy lần gần đây không biết vì sao mà mỗi lần gặp Đinh Dũng, hắn đều không có nổi kết cục tốt đẹp, điều đó khiến hắn tức tối, chỉ muốn dạy dỗ cho Đinh Dũng một bài học. Nghe thiếu gia nói vậy, hai tên bảo vệ kia đương nhiên không dám chậm trễ, lập tức xông tới chỗ Đinh Dũng, là mày. Mày dám ra tay với thiếu gia Hàn Hàn, mày chán sống rồi phải không hả? Giết chết nó đi, hai tên bảo vệ nhìn nhau, lập tức ra tay với Đinh Dũng. Thấy cảnh này, Đinh Dũng nheo mắt, bảo vệ của tập đoàn Hàn Thị không phải anh chưa từng gặp trước đó, về cơ bản đều là cả đám ô hợp, thế nhưng hai tên này lại không như vậy. Chỉ nhìn ánh mắt thôi cũng cho người ta cảm giác phải sợ rồi. Thân thủ của hai tên này quả không tồi, xem ra không giống người bình thường, có lẽ là người của Hàn Hàn bỏ tiền thuê ở bên ngoài. Chỉ đáng tiếc, người mà bọn họ gặp là Đinh Dũng. Cả hai người còn chưa chạm tới Đinh Dũng đã cảm thấy mắt hoa cả đi, sau đó, như có một cơn gió thổi tới, bóng hình Đinh Dũng biến mất trước mặt khiến cả hai tên sững sờ. Không ổn rồi. Ở đằng sau. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cả hai tên lên tiếng, nhưng còn chưa kịp quay người lại thì đã có một người cùng lúc vỗ vào vai khiến cả hai tên tái mét mặt. Các người đang tìm tôi phải không? Đinh Dũng đứng sau hai người bọn họ, miệng nhếch lên khẽ cười hỏi. Dứt lời, bàn tay Đinh Dũng bóp mạnh vào vai bọn họ. Chỉ nghe rắc một tiếng, cả hai tên kêu gào thảm thiết. A, một tên trong đó nghiến răng. Cố gắng nhẫn nhịn cơn đau quay lại vồ về phía Đinh Dũng, định ép Đinh Dũng thả tay. Thấy động tác của đối phương, Đinh Dũng thả lỏng tay ở phía vai một tên còn lại, sau đó túm lấy bàn tay của tên đang vung về phía mình, dùng lực giật mạnh, sau đó đập vào ngực hắn. Tên bảo vệ kia bị Đinh Dũng đánh bay ra khỏi đó, sau đó lùi liên tiếp về sau. Còn Đinh Dũng không cho hắn cơ hội phản kháng, cứ thế lao vút về phía trước, bàn tay lại lần nữa chưởng cho hắn ba phát liên tiếp vào ngực. Cuối cùng ấn hắn vào bức tường phía sau. Tên này quỳ dưới đất, máu tươi cứ thế theo khóe miệng chảy ra đầy mặt đất. Tên còn lại nhanh chóng lôi được cái ghế lại, định ra tay với Đinh Dũng từ phía sau thì đột nhiên Đinh Dũng quay phắt người lại nhìn về hắn, đôi mắt lạnh lùng thấy rõ. Tên này đột nhiên sợ hãi, vội bỏ ghế ra, xin tha, xin lỗi, xin lỗi, xin cậu tha cho anh em tôi một mạng. Chúng tôi cũng chỉ là lấy tiền của người ta rồi làm theo lệnh thôi. Cùng lắm thì chúng tôi không lấy số tiền này nữa, xin đại ca tha cho chúng tôi một mạng, nói rồi, tên này quỳ xuống đất. Hắn cũng rất thông minh, vừa nhận ra mình không phải đối thủ của Đinh Dũng, có đánh tiếp cũng chỉ khiến mình bị thương nên thay vì như vậy, thả hắn nhận thua. Vì những người làm nghề như bọn hắn, nếu bị thương thì rất khó có thể tồn tại tiếp trong nghề. Long Ngũ, cậu còn ngây ra đấy làm gì, mau giết hắn đi, nghe thuộc hạ của mình nói vậy, Hàn Hàn hoang mang thấy rõ. Nếu như không có sự bảo vệ của Long Ngũ và Long Lục thì hắn ta sao có thể đối phó với Đinh Dũng được? Hàn Hàn biết rõ bản thân mình thế nào, đối mặt với Đinh Dũng, hắn chỉ có thể lép vế. Chúng tôi đầu hàng, Hàn Hàn vừa dứt lời, tên bảo vệ bị Đinh Dũng đánh bay lập tức giơ tay trái, ho hắng một hồi, cúi đầu nói, Hàn Hàn thiếu gia, xin lỗi anh, việc này anh em chúng tôi không làm được. Lương tháng này chúng tôi cũng không nhận nữa,
Dứt lời, Long Ngũ vội đi tới đỡ Long Lục, cả hai nhìn Đinh Dũng, Long Ngũ đột nhiên nói cảm ơn. Nghe vậy, Đinh Dũng đảo mắt nhìn hai người bọn họ, sau đó lập tức dừng lại ở phía Hàn Hàn, anh nhếch miệng cười, tôi còn cho rằng anh mạnh lắm cơ, xem ra cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi. Mày đừng có lại đây, đừng có lại đây, thấy Đinh Dũng đi về phía mình, Hàn Hàn run sợ, vội lùi về sau, chỉ vào Đinh Dũng mà nạt, đây là tập đoàn, mày không thể ra tay với tao. Tao cảnh cáo mày đừng có làm bừa, nếu không, tao sẽ bảo ông đuổi mày ra khỏi nhà họ Hàn. Đúng, đúng, đi tìm ông nội, Hàn Hàn đột nhiên như tìm được phao, điên cuồng lao ra ngoài. Chỉ cần tìm được Hàn Tông Khôn thì nhất định có thể chèn ép được Đinh Dũng, tới lúc đó thêm mắm dặm muối, đổ cho hắn vài tội thì nhất định có thể khiến hắn không thể nào yên ổn rời khỏi đây. Nghĩ vậy, Hàn Hàn lại thấy có động lực hơn. Thế nhưng hắn còn chưa vui được bao lâu thì đã bị Đinh Dũng túm lấy áo, cứ thế lôi lại. Không dễ gì mới tìm được anh, sao tôi có thể để anh bỏ trốn dễ dàng như vậy được, Đinh Dũng bóp cổ Hàn Hàn, cười lạnh lùng, dùng quyền hạn của anh, lập tức mở cuộc họp khẩn cấp. Vừa nói, Đinh Dũng vừa rút điện thoại ra, bên trong đều có clip ghi lại cảnh ở công trường, ảnh cũng như lời nói của tên giám sát kia. Mặc dù anh không ghi lại quá nhiều thứ nhưng vẫn lấy thứ này ra làm chứng cứ, muốn ép Hàn Tông Khôn điều ra tới cùng việc này cũng không phải là khó. Còn phía Hàn Tông Khôn, Đinh Dũng có thừa cách khiến ông ta phải phục tùng, trừ phi Hàn Tông Khôn muốn tập đoàn Hàn Thị sụp đổ. Thấy clip trong máy Đinh Dũng, mặt Hàn Hàn tái mét. Sao hắn có thể không hiểu Đinh Dũng đã tới công trường xem xét tình hình, và những thứ này đều do hắn phụ trách. Nếu việc này đến tai Hàn Tông Khôn, một khi bị điều tra thì hắn toi đời. Mày đừng có mơ, Hàn Hàn nghiến răng, nhổ nước bọt, nói có gan thì mày tự đi mà tìm ông tao. Nghe vậy, Đinh Dũng cau mày. Nếu như tới tìm Hàn Tông Khôn thì kể cả có thể khiến cho Hàn Hàn bị giáo huấn một trận nhưng Hàn Tông Khôn nhất định sẽ dìm việc này xuống, tới lúc đó tập đoàn Hàn thì cuối cùng vẫn rơi vào tay Hàn Hàn. Nhất định phải khiến tất cả cổ đông của tập đoàn Hàn thì biết việc này mới được. Nghĩ vậy, Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu, nhìn Hàn Hàn, cười nói, không muốn phải không? Vậy tôi đánh cho anh đồng ý mới thôi. Dứt lời, Đinh Dũng giơ chân thụi vào chân Hàn Hàn khiến hắn ngã phịch ra đất. A, Đinh Dũng, mày là thằng khốn nạn, Hàn Hàn thét lên, quỳ dưới đất, nghiến răng mắng chửi, trán ứa mồ hôi. Phần chân đau đớn khiến Hàn Hàn dựng tóc gáy. Còn không đồng ý phải không, Đinh Dũng hạ giọng, lại một lần nữa giơ chân lên dùng lực đạp. Lần này Hàn Hàn quỳ cả hai chân xuống đất, cơn đau đớn dữ dội khiến hắn run rẩy, cũng không biết do đau đớn hay tức giận mà trước mắt hắn tối sầm cả lại, hắn lảo đảo, ngã ra đất hôn mê. Tỉnh lại cho tôi, Đinh Dũng tức tối, linh lực trong cơ thể phát tác, thâm nhập vào trong cơ thể Hàn Hàn. Hàn Hàn vừa ngất đi liền bị Đinh Dũng dùng linh lực làm cho tỉnh lại. Lúc này mặt hắn đã tái mét hẳn đi, hắn trợn mắt thở thều thào. Cơn đau đớn cực hạn khiến Hàn Hàn có cảm giác muốn chết đi cho rồi. Cơn đau này rõ ràng khiến người ta sống không bằng chết. Hàn Hàn nắm chặt tay, nghiến răng, vì hắn biết một khi chuyện này đến tai hội đồng quản trị thì hắn cũng toi đời. Anh có đi hay không? Đinh Dũng giơ tay vỗ vào vai Hàn Hàn, nói, nếu không muốn thì... Tôi đi là được chứ gì? Nghe Đinh Dũng nói vậy, Hàn Hàn run rẩy, vẫn luôn thấy vai mình có cơn đau đớn kịch liệt. Suýt chút nữa thì kêu gào thảm thiết. Trên thực tế, Đinh Dũng không hề dùng lực, nhưng lại có dã tâm giết người khiến cho Hàn Hàn lúc này sợ mất mật. Nghe vậy, Đinh Dũng hắng giọng, thả tay ở cổ Hàn Hàn ra, cho anh 10 phút, triệu tập tất cả mọi người đi họp. Được, được, Hàn Hàn mặt mày méo xệch, rút điện thoại ra gọi. Cảm giác từng bước tự đẩy mình xuống hố sâu quả là việc đau đớn nhất trên đời. Lúc này Hàn Hàn đang trải qua cảm giác như vậy. Có Đinh Dũng ở bên nhìn chằm chằm như hổ đói, Hàn Hàn mà không triệu tập cuộc họp thì cũng không được, thế nhưng một khi triệu tập cuộc họp mà Đinh Dũng đem việc này nói ra thì hắn chẳng thể có chỗ đứng trong tập đoàn Hàn Thị nữa, thậm chí rất có khả năng sẽ bị ông nội đuổi ra khỏi tập đoàn. Alo bố ạ, giúp con triệu tập cổ đông trong công ty, con muốn mở cuộc họp khẩn, Hàn Hàn nói với giọng bất lực, sau 10 phút, con đợi mọi người ở phòng họp. Có việc gì thế, bên trong điện thoại vang lên giọng nói tỏ vẻ khó hiểu của Hàn Thành Phú, rất rõ ràng, ông ta đã nghe ra có gì đó không ổn từ lời nói của Hàn Hàn. Nghe bố mình hỏi, Hàn Hàn không dám trả lời mà chỉ nhìn sang Đinh Dũng, thấy Đinh Dũng đang nhìn mình, hắn đột nhiên run rẩy, vội nói, không, không có gì,
con phát hiện ra một vấn đề, muốn thảo luận với mọi người. Bố giúp con triệu tập người đi, nếu không con trai bố sẽ mất mạng đấy, đột nhiên Hàn Hàn hét lên vào điện thoại. Nghe thấy câu này, mặt Đinh Dũng tối sầm cả lại, anh dùng chân đạp bay chiếc điện thoại trong tay Hàn Hàn, sau đó nhấc Hàn Hàn lên, lạnh giọng nói, anh đã không hợp tác, thì đi cùng tôi tới phòng họp, đợi bố anh đến, tôi không tin hôm nay không mở được cuộc họp. Nói rồi, Đinh Dũng lôi Hàn Hàn ra khỏi phòng, Hàn Hàn với chiều cao hơn 1m7, cũng chẳng thấp hơn Đinh Dũng là mấy, thế nhưng Đinh Dũng nhấc hắn lại dễ như túm con chim non vậy. Tất cả nhân viên thấy cảnh này đều trợn tròn mắt, nhìn Đinh Dũng nhấc Hàn Hàn như túm một con chim non đi vào thang máy. Có chuyện gì vậy? Trời ơi, có kịch hay xem rồi. Lão đại đắc tội với ai rồi, người đó là ai? Đợi sau khi Hàn Hàn bị Đinh Dũng đưa đi, những tiếng xì xào trong văn phòng mới rộ lên không ngớt. Thực sự thì cảnh tượng vừa rồi khiến người ta quá ngỡ ngàng vì từ trước đến giờ Hàn Hàn vẫn luôn dưới một người mà trên vạn người ở công ty. Đinh Dũng lôi Hàn Hàn tới văn phòng, không hề đi né bất cứ người nào. Chẳng mấy chốc, việc Hàn Hàn bị lôi đi đã đồn ra khắp công ty, thế nhưng rất ít người nhận ra Đinh Dũng, vì vốn dĩ người từng gặp Đinh Dũng không hề nhiều, lại thêm mọi hành động và lời nói hiện giờ của Đinh Dũng khác hoàn toàn so với trước kia. Phòng họp yên tĩnh không có lấy bóng người. Đinh Dũng lôi Hàn Hàn vào trong phòng họp, sau đó đi tới sau đó lấy điện thoại ra kết nối với các thiết bị xung quanh, đợi mọi người tới. Vừa rồi Đinh Dũng ngang nhiên lôi Hàn Hàn tới đây trước con mắt chứng kiến của tất cả mọi người là vì anh muốn cho người của cả tập đoàn biết Hàn Hàn bị người ta lôi vào phòng họp, như vậy nhất định sẽ khiến Hàn Tông Khôn phải chú ý. Trên thực tế, việc này đã nhanh chóng được đồn thổi khắp cả công ty. Hàn Thành Phú nhận được tin, lập tức dẫn người tới phòng họp. Có việc gì vậy? Hàn Tông Khôn ngồi trong văn phòng chủ tịch cau mày nhìn trợ lý. Vốn dĩ thông tin này rất khó đồn đến tai Hàn Tông Khôn vì nhân viên bình thường không thể vào được văn phòng của chủ tịch, thế nhưng vừa rồi đúng lúc Hàn Tông Khôn xuống tầng dưới có chút việc thì nghe thấy vài nhân viên xôn xao bàn tán, ông ta lập tức gọi trợ lý hỏi rõ ngọn ngành. Chủ tịch, tôi cũng đang muốn báo cáo với ông, trợ lý của Hàn Tông Khôn là một người đàn ông hơn 40 tuổi, lúc này gật đầu nói ái ngại. Nghe nói Hàn Hàn thiếu gia bị người ta lôi đi, nghe nói hình như không phải người của tập đoàn. Khốn khiếp, người của tập đoàn Hàn thị bị một tên ở đâu lôi đi hiên ngang như vậy, nghe vậy, Hàn Tông Khôn cau mày, nạt còn không mau đi điều tra xem rốt cuộc có chuyện gì. Hàn Hàn là cháu trai duy nhất của dòng họ, nếu như Hàn Hàn gặp phải chuyện gì, tới lúc đó tập đoàn Hàn thị có lớn mạnh thế nào cũng không có người thừa kế. Hàn Tông Khôn đương nhiên không thể chậm trễ. Vâng, vâng. Tôi nghe nói người đó không đưa Hàn Hàn thiếu gia ra khỏi công ty mà đưa tới phòng họp, trợ lý gật đầu sợ hãi, sau đó do dự một hồi rồi quyết định đem mọi thứ mình biết nói ra. Đưa người tới phòng họp, Hàn Tông Khôn sững người, sau đó cau mày nghĩ ngợi một lát, đứng dậy nói, đi, chúng ta đi xem rốt cuộc có chuyện gì. Vâng, thưa chủ tịch, nghe Hàn Tông Khôn nói vậy, trợ lý vội gật đầu. Đúng lúc này, lãnh đạo các phòng ban của tập đoàn Hàn thì cũng nhận được tin. Không ít người ý thức được có chuyện lớn xảy ra nhưng rất ít người tỏ thái độ quan tâm, họ đều cho rằng Hàn Hàn sẽ không xảy ra chuyện. Trong vòng 10 phút, tất cả tới phòng họp. Cuộc họp khẩn, trong vòng 10 phút có mặt. Hàn Hàn thiếu gia bị bắt đi rồi, mau tới phòng họp. Luồng thông tin bùng nổ trong tập đoàn Hàn thị, một đồn 10, 10 đồn trăm, nội dung càng lúc càng khác biệt, thế nhưng các lãnh đạo nghe xong thì không hề chần chừ, lập tức tới phòng họp. Xong rồi. Lần này e rằng xảy ra chuyện rồi, Hàn Hàn ở bên cạnh cửa phòng họp, mặt mày tái nhợt. Cho dù thế nào hắn cũng không thể ngờ nổi Đinh Dũng đột nhiên lại xuất hiện, và lại trong tay còn có bằng chứng khiến hắn không có thời gian mà phản ứng lại, cứ thế bị lôi đến đây chịu trận. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều đã tới phòng họp, đến đầu là những cổ đông của tập đoàn, vì bọn họ có liên quan mật thiết đến tương lai tập đoàn nên trong lòng đã thầm mặc định Hàn Hàn chính là người thừa kế. Đến kế tiếp là Hàn Thành Phú và Hàn Tông Khôn, hai người bọn họ mặt mày khác thường. Hàn Tông Khôn vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng Hàn Thành Phú lại tỏ ra sốt ruột thấy rõ. Hiện giờ Hàn Phương Nhiên mất tích, con trai ông ta có thể coi là vững chân ở tập đoàn Hàn Thị, về cơ bản mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hai bố con ông ta. Thấy bố mình ngày càng già đi nên việc nhường vị trí chắc chắn sẽ chẳng còn xa. Đặc biệt là cứ nghĩ tới có người dám bắt con trai ông ta trong tập đoàn Hàn Thị. Cơn phẫn nộ của Hàn Thành Phú càng dâng trào.
Ông ta muốn xem rốt cục là ai mà to gan như vậy. Ừm, sao cháu lại ở đây, cả hai người vừa đi vào liền thấy Đinh Dũng đứng ở trên bục. Hàn Tông Khôn trông mà sững người. Không phải thằng nhóc mất tích rồi sao? Còn mất tích cùng với cả Hàn Phương Nhiên, sao đột nhiên nó lại chạy đến đây, lẽ nào là Phương Nhiên được cứu về rồi? Nếu thật sự như vậy thì tập đoàn được cứu rồi, Hàn Tông Khôn cảm kích ra mặt. Ngược lại, Hàn Thành Phú thấy Đinh Dũng thì tối sầm mặt lại. Ông ta cũng đoán như Hàn Tông Khôn, có điều ông ta lại không hy vọng Hàn Phương Nhiên quay về vì một khi Hàn Phương Nhiên quay về thì mọi kế hoạch của Hàn Hàn chắc chắn sẽ đổ bể. Không thể nào, nhà họ Viên sao có thể bỏ qua cho bọn nó được. Mãi tới lúc này, Hàn Thành Phú còn chưa nhận được tin nhà họ Viên bị diệt, cũng không biết bố con Trương Bồi Sơn cố ý giấu nhẹm thông tin. Đinh Dũng, Phương Nhiên đâu? Hàn Thành Phú cố gắng kiềm chế mọi thắc mắc trong lòng, nhìn Đinh Dũng hỏi. Ông ta vừa lên tiếng, tất cả mọi người xung quanh đều biến sắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Đinh Dũng. Những người ở đây đều là thành viên cốt cán trong tập đoàn Hàn Thị. Thông tin Hàn Phương Nhiên mất tích đã được loan ra khắp công ty, hiện giờ Hàn Thành Phú hỏi vậy đương nhiên sẽ kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người. Lúc này người ta mới nhận ra cậu thanh niên đứng tên bục kia chính là tên ở rể của nhà họ Hàn. Có điều không ai dám coi thường Đinh Dũng nữa. Từ sau khi Đinh Dũng bỏ ra khoản tiền trên trời mua bức tranh Thiên Lý Giang Sơn đồ tặng cho Hàn Tông Khôn và sai người bắt kẻ đố kỵ vì xính lễ thì nhà họ Hàn, thậm chí là cả thành phố Kim Châu đều kinh ngạc. Một người có thể bỏ ra cả khoản tiền lớn như vậy thì chắc chắn thân phận không hề đơn giản, chí ít không phải là tên ăn hại như bọn họ nghĩ. Phương Nhiên vẫn đang nghỉ ngơi, vài ngày nữa có thể tới công ty nhậm chức được ạ, Đinh Dũng vẫn hết sức điềm tĩnh, nở nụ cười. Thế nhưng lời anh vừa nói ra lập tức khiến cho căn phòng họp như dậy sóng, đặc biệt là những cổ đông kia, người nào người nấy mặt mày vui mừng ra mặt. Trước kia, khi Hàn Phương Nhiên còn đang đương chức, tập đoàn Hàn thì có thể nói là phát triển thần tốc, lúc này nghe tin Hàn Phương Nhiên sắp quay lại, những cổ đông này sao có thể không vui cho được. Đinh Dũng, thật sao? Hàn Tông Khôn kinh ngạc vội hỏi. Mặc dù trong lòng Hàn Tông Khôn, Hàn Phương Nhiên chỉ là cháu gái, cũng không thể thừa kế cả tập đoàn, thế nhưng năng lực của cô là điều không thể phủ nhận, nếu như Hàn Phương Nhiên ở tập đoàn thì nhất định có thể dẫn dắt tập đoàn đi lên tầm cao mới. Đặc biệt là, Hàn Tông Khôn đã cho người đi điều tra thân phận của Đinh Dũng, thế nhưng điều khiến ông ta phải thất vọng đó là, mặc dù bỏ ra nhiều tiền của điều tra nhưng vẫn không thu được kết quả. Thân phận của Đinh Dũng vẫn như tờ giấy trắng, nhưng càng như vậy, Hàn Tông Khôn lại càng tò mò. Nếu Hàn Phương Nhiên dẫn dắt tập đoàn, lại có thêm sự trợ giúp từ Đinh Dũng thì có lẽ tập đoàn sẽ càng vững mạnh hơn. Nghe Hàn Tông Khôn hỏi vậy, Đinh Dũng gật đầu, cười hiền hòa, nói cô ấy đã về thật rồi ạ, có điều Phương Nhiên bị thương nên cần ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Quay về là tốt rồi, cứ nghỉ ngơi trước đã, không vội quay lại công ty, Hàn Tông Khôn gật đầu cười. Mọi thắc mắc trong đầu ông ta ban nãy cũng được giải đáp phần nào. Thật sự đã về rồi sao? Thế nhà họ Viên, không làm khó các cháu chứ? Hàn Thành Phú mặt mày vẫn tối sầm, lên tiếng hỏi trong vô thức. Ông ta vừa dứt lời thì sắc mặt cũng thay đổi theo, vội bụng miệng, cố nuốt những gì định nói vào trong. Cho dù Hàn Thành Phú có cố gắng nuốt trôi những gì định nói thì Đinh Dũng cũng đã nhạy bén bắt được lời của ông ta. Anh lập tức nheo mắt lại hỏi, sao bác biết Phương Nhiên bị nhà họ Viên bắt? Bác có biết đâu, Hàn Thành Phú lắp bắp trả lời. Mặt Đinh Dũng dần lạnh lại, anh đi về phía Hàn Thành Phú, nheo mắt nhìn đầy sát khí, hạ giọng nói, đừng để cháu phải hỏi lại lần thứ hai, tại sao bác biết? Việc này liên quan gì đến cháu, Đinh Dũng từng nói, chỉ cần là việc có liên quan tới hai bố con nhà họ Viên thì anh sẽ không bỏ qua. Đinh Dũng còn tưởng mọi chuyện đã xong xuôi. Nhưng hiện giờ lời nói của Hàn Thành Phú khiến lòng anh không khỏi hoài nghi. Trong khi mọi người không ai hay biết gì thì tại sao Hàn Thành Phú lại biết Hàn Phương Nhiên bị nhà họ Viên bắt? Và lại, nghe giọng điệu của ông ta, rõ ràng là không biết nhà họ Viên bị diệt trừ. Với khả năng tình báo của Hàn Thành Phú thì sao có thể biết được Hàn Phương Nhiên bị nhà họ Viên bắt được? Bác chỉ đoán thôi, bác biết được một số thông tin nhưng không dám chắc chắn, thấy Đinh Dũng đi tới, Hàn Thành Phú chột dạ. Vội lùi về sau hai bước. Nghe vậy, Đinh Dũng dừng chân, trợn mắt nhìn Hàn Thành Phú, tốt nhất đừng để cháu biết bác có liên quan gì đến nhà họ Viên, nếu không đừng trách cháu không nể tình cùng dòng họ. Được rồi, Hàn Hàn đâu?
không phải nói nó bị người ta lôi đến đây sao? Là ai đưa Hàn Hàn đến? Đúng lúc này, Hàn Tông Khôn đột nhiên nhớ ra mục đích đến đây nên đảo mắt quanh phòng họp một lần mà vẫn chưa thấy khuôn mặt nào lạ. Ở đằng kia ạ, có người lên tiếng. Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hàn Hàn. Khi thấy Hàn Hàn ngày thường vẫn ngang ngược hống hách ở tập đoàn mà lúc này lại như con chó trốn chui lùi, không ít người tỏ ra hả hê. Hàn Nhi, con làm sao vậy? Là kẻ nào đánh con ra nông nỗi này, thấy con trai trong bộ dạng này, Hàn Thành Phú tức tối vô cùng. Ông ta xót xa đi tới chỗ con mình. Là cháu đánh, Đinh Dũng thản nhiên lên tiếng, trước khi thảo luận ai đúng ai sai, cháu muốn mọi người xem một thứ. Đinh Dũng, mày muốn chết phải không hả? Nghe Đinh Dũng nói vậy, Hàn Thành Phú mặt mày tối sầm cả lại. Ông ta hắng giọng chỉ vào Hàn Hàn mà gầm lên, nó là anh họ mày, sao mày có thể ra tay tàn độc như vậy được? Mày coi nhà họ Hàn này hết người rồi phải không hả? Hay mày cho rằng Hàn Thành Phú tao không dám đụng đến mày? Hàn Thành Phú hỏi liền một lúc ba câu khiến tất cả mọi người đều im bặt. Bọn họ chưa bao giờ thấy Hàn Thành Phú tức giận thế này. Lúc này ngoài Hàn Tông Khôn và Đinh Dũng ra thì những người khác đều nín thở, không ai dám thở to. Dù sao thì Hàn Thành Phú cũng là nhân vật cốt cán của tập đoàn, lại là con trai ruột của chủ tịch, lúc này có ai mà dám đụng đến ông ta. Kể cả là Hàn Tông Khôn, sau khi biết Hàn Hàn bị Đinh Dũng đánh ra thế này thì không khỏi cau mày, ông ta nhìn Đinh Dũng rồi đi về phía anh. Có điều, ông ta không hề lên tiếng mà định đợi Đinh Dũng lên tiếng trả lời trước. Bác à! Trước khi nói câu này thì cháu muốn cho mọi người xem thứ này, Đinh Dũng cười nói hết sức tự nhiên, không những không tức giận mà còn chẳng hề giải thích. Ngược lại, anh mở clip đã quay sẵn trong điện thoại ra, trên màn hình máy chiếu của phòng họp lập tức xuất hiện quang cảnh phần đất thi công. Hừ, tao lại muốn xem mày dở cho gì. Nếu hôm nay mày không đưa ra được lý do thì tao nhất định sẽ không cho mày yên thân. Hàn Thành Phú nghiến răng, sau khi nhìn lên màn hình, ông ta chợt thẫn thờ, sau đó cau mày, Mày đã tới công trường. Đinh Dũng không trả lời mà im lặng nhìn màn hình. Tất cả mọi người đều im lặng. Khi clip quay được một nửa thì viên gạch xuất hiện trên màn hình. Phần chĩa vào ống kính chính là bên trong viên gạch vốn trống không. Viên gạch này, bên trong sao lại trống rỗng vậy? Gạch rỗng lòng đều thế này cả sao? Tại sao tôi lại thấy viên gạch này có gì đó khác thường nhỉ? Cái này. Thấy viên gạch này, cả phòng họp xôn xao. Mặc dù những cổ đông và các thành viên cốt cán đều không hiểu gạch rỗng lòng là gì nhưng dựa vào trực giác, bọn họ vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Lại thêm Đinh Dũng cố tình quay lại clip nên càng khiến người ta nghi ngờ. Đây là gạch rỗng lòng, mày mở clip này làm gì? Hàn Thành Phú tức tối nhìn Đinh Dũng, nghiến răng mà hỏi. Ông ta đương nhiên cảm nhận được có gì đó không ổn ở viên gạch này, có điều hiện giờ công trình này do con trai ông ta quản lý. Quyết không thể để những người này tìm ra vấn đề, nếu không thì Hàn Hàn sẽ xong đời. Nghĩ vậy, Hàn Thành Phú trợn trừng mắt nhìn Hàn Hàn. Thằng này bị điên sao? Một hạng mục lớn như vậy mà còn rút ruột công trình được, nó coi người khác mù cả hay sao? Cho dù vơ vét tiền cũng phải có cách chứ. Gạch rỗng lòng, Đinh Dũng lắc đầu cười nói, sau đó mở vài tấm ảnh lên, trong đó có hai tấm là ảnh viên gạch rỗng lòng loại chuẩn mà anh tìm được ở trên mạng. Sau đó anh cho mọi người xem tuần tự rồi mới nói, mọi người có lẽ đều hiểu cả rồi, lần này tôi muốn mời mọi người đến đây là để cho mọi người nhận ra hạng mục công trình có liên quan đến sự tồn vong của tập đoàn Hàn Thị chính là công trình hủ bại mục nát. Một tòa nhà dùng loại gạch thế này để xây dựng, đến một năm cũng không trụ được, tới lúc đó, một khi công trình sụp đổ, xảy ra sự cố thì tập đoàn Hàn Thị của chúng ta sẽ đi đâu về đâu. Tôi tin trong lòng mọi người đều đã có đáp án, nói tới đây. Đinh Dũng nhìn Hàn Hàn ngồi trên nền đất, cười lạnh lùng, mà theo như tôi được biết thì mọi vật liệu ở công trình đều có vấn đề. Cho nên cháu hy vọng chủ tịch có thể cử người đi điều tra việc này, đừng để tập đoàn Hàn Thị của chúng ta trở thành trò cười. Nói rồi, Đinh Dũng quay về phía Hàn Tông Khôn mà chắp tay. Thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, Hàn Tông Khôn cau mày nhìn sang Hàn Hàn, nghiêm giọng hỏi, Hàn Hàn, cháu còn không mau nói sự thật ra. Cháu, Hàn Hàn sợ hãi. Hắn không ngờ bị vạch trần nhanh như vậy, lúc này hắn chẳng biết nói gì hơn, chuyện này không liên quan gì đến cháu, công trình này là do Phương Nhiên phụ trách, không liên quan gì đến cháu. Thế nhưng hắn ta vừa dứt lời thì mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Công trình này quả thực là do Hàn Phương Nhiên giám sát,
thế nhưng từ khi Hàn Phương Nhiên xảy ra chuyện thì Hàn Hàn là người tiếp quản. Hiện giờ hắn nói vậy, lẽ nào mọi vấn đề đều do Hàn Phương Nhiên để lại? Hàn Nhi, sao con có thể nói vậy được? Con là người phụ trách công trình, lẽ nào còn không đi tới công trình kiểm tra? Nghe con trai nói vậy, Hàn Thành Phú đột nhiên nghĩ ra cách, vội nói, công trình này đã giao cho con thì con phải làm cho tốt, sao có thể để mặc không quản được? Cháu, chủ tịch, cháu xin lỗi, là lỗi ở cháu không kịp thời tới công trường kiểm tra cho nên mới. Hàn Hàn cũng rất nhanh nhạy, hắn nghe bố mình nói vậy thì lập tức phản ứng lại, cứ thế đổ trách nhiệm lên Hàn Phương Nhiên. Cái gì, Hàn Phương Nhiên sao có thể làm ra chuyện này? Đúng là khốn khiếp, Phương Nhiên là người phụ trách mà lại rút ruột công trình như vậy, lẽ nào muốn hại cả tập đoàn? Đúng vậy, Đinh Dũng đúng là vì đại nghĩa mà diệt thân. Nghe bố con Hàn Hàn kẻ tung người hứng, những cổ đông này đều đổ hết tội lên đầu Hàn Phương Nhiên khiến Đinh Dũng cau mày, hắn giọng nói, theo như tôi được biết thì những nguyên liệu này đều xuất hiện từ sau khi anh tiếp quản, và lại tôi còn nghe nói việc mua bán đều do anh đích thân chủ trì, sao giờ lại không dám thừa nhận thế? Rõ ràng là mày đang ăn nói hàm hồ, Hàn Hàn vừa vớ được cái phao, lập tức lấy lại tinh thần, nhìn Đinh Dũng nghiến răng, tôi không tới công trường có thể coi là tôi quá lười. Nhưng ai có thể ngờ nổi Phương Nhiên lại làm ra việc thế này chứ? Anh, Đinh Dũng hắng giọng, không muốn tranh luận với Hàn Hàn nữa mà nhìn sang Hàn Tông Khôn, chủ tịch, ông thấy việc này nên làm thế nào ạ? Được rồi, đừng om sòm nữa, nghe Đinh Dũng nói vậy, Hàn Tông Khôn cũng dịu mặt lại hơn một chút, cho dù nói thế nào thì trong mắt Đinh Dũng vẫn còn có vị chủ tịch như ông ta nên ông ta mới hắng giọng, nói Thành Văn, việc này giao con phụ trách, nhất định phải điều tra ra ngọn ngành. Xử lý nghiêm minh, lấy đó làm gương. Vâng, thưa bố, nghe vậy, Hàn Thành Văn cũng giật mình, vội vâng lệnh. Đã vậy thì cháu và Phương Nhiên đợi kết quả điều tra ạ. Đinh Dũng gật đầu, nhếch miệng cười lạnh lùng rồi nói tiếp, hy vọng chủ tịch có thể điều tra ra kết quả và xử lý nghiêm minh, nếu không thì... Khoản nợ trước đó mà cháu bảo lãnh để vay, nếu như xử lý không nghiêm thì cháu phải suy nghĩ lại về thực lực của tập đoàn Hàn Thị. Tới lúc đó, ngân hàng mà thu hồi lại khoản đầu tư thì không thể trách cháu được. Đinh Dũng vừa dứt lời, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Mặt Hàn Tông Khôn khó coi thấy rõ. Ông ta cau mày, hạ giọng nói, Đinh Dũng, cháu nói vậy là có ý gì? Là đang uy hiếp ông đấy à? Cháu không uy hiếp ai cả mà đang nói sự thật thôi. Đinh Dũng nhìn Hàn Tông Khôn, điềm tĩnh nói, có bị rút khoản đầu tư hay không thì không phải cháu quyết định mà do chủ tịch quyết định ạ. Hừ. Hàn Tông Khôn hắng giọng nhưng không trả lời. Đinh Dũng đảo mắt nhìn tất cả mọi người, thấy ai nấy đều im lặng, anh mới nói, các vị, vận mệnh của tập đoàn Hàn Thị không phải nằm trong tay một người, nên làm thế nào, tôi nghĩ các vị đều hiểu cả. Sau 3 ngày nữa, tôi sẽ đưa Phương Nhiên cùng tới công ty, hy vọng tới lúc đó việc này đã có kết luận. Nói rồi, Đinh Dũng rút điện thoại ra, quay người thong dong ra khỏi phòng họp. Mãi tới khi Đinh Dũng rời đi thật lâu, trong phòng họp mới yên tĩnh trở lại, những thành viên cốt cán và thành viên cổ đông đều đưa mắt nhìn nhau không ai nói lời nào. Hừ, bố à, thằng Đinh Dũng đó quá ngông cuồng, hoàn toàn không coi chúng ta ra gì. Hàn Thành Phú hắng giọng nhìn Hàn Tông Khôn, khoản vay mà ngân hàng cho công ty chúng ta vay là do Phương Nhiên đàm phán được, và lại có giấy chằng mực đen, có hợp đồng cả, lẽ nào còn có thể vì một câu của thằng Đinh Dũng đó mà thay đổi. Nó cho rằng nó là ai? Con thấy căn bản chỉ đang dọa chúng ta mà thôi. Được rồi, tôi cảnh cáo tất cả mọi người, nếu ai dám giở trò, lạm dụng chức quyền ở công trình này, tôi tuyệt đối không tha. Hàn Tông Khôn mặt mày tối sầm cả lại, cũng không biết vì lời uy hiếp của Đinh Dũng hay vì những hành động của Hàn Hàn ở công trường mà ông lão nhìn tất cả mọi người bằng con mắt lạnh lùng, sau đó mới nói với Hàn Thành Văn, Thành Văn, trong vòng 3 ngày con phải điều tra rõ ngọn ngành việc này. Vâng. Hàn Thành Văn tỏ vẻ vui mừng thấy rõ, vội gật đầu. Vốn dĩ ông ta đã thất thế trong tập đoàn Hàn Thị, lại thêm việc của Hàn Châu Nhi nên trên thực tế Hàn Thành Văn đã từ bỏ mọi suy nghĩ tranh chức đoạt quyền trong tập đoàn, thế nhưng hiện giờ bố ông ta lại giao cho ông ta trọng trách này, điều này khiến ông ta càng phấn khởi hơn mà nhen nhóm hy vọng nắm quyền trong tập đoàn. Hiện giờ quyền hành điều tra đều nằm trong tay ông ta, vậy thì Phương Nhiên và Hàn Hàn chẳng phải đều phải nhìn sắc mặt ông ta sao? Cứ nghĩ vậy, Hàn Thành Văn không khỏi thấy hứng khởi hơn, hoàn toàn không nghĩ tới những điều Đinh Dũng nói nếu là thật thì sẽ gây ra hậu quả thế nào. Lúc này, Đinh Dũng đã rời khỏi tòa nhà của tập đoàn Hàn Thị. Cả quãng đường, anh suy nghĩ rất nhiều.
Tập đoàn Hàn Thị hiện giờ quả thực sắp sụp đổ đến nơi, một khi công trình này xảy ra sự cố thì tới lúc đó cả tập đoàn chắc chắn sẽ phá sản. Mặc dù Đinh Dũng không quan tâm tới sự tồn vong của tập đoàn nhưng dù gì nó cũng là tâm huyết của nhiều đời nhà họ Hàn. Hàn Phương Nhiên là người nhà họ Hàn, nhất định không muốn nhìn thấy kết cục này cho nên Đinh Dũng mới cảnh cáo Hàn Tông Khôn nghiêm khắc như vậy. Vì chỉ cần một con sâu như Hàn Hàn mà không bị diệt trừ thì tập đoàn sẽ không có ngày được yên. Sau khi rời khỏi tập đoàn Hàn Thị, Đinh Dũng cứ thế về biệt thự ở Thanh Thành Sơn, vừa vào cửa biệt thự đã thấy Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn đang sắp đặt bày trí nào cây nào hoa rẻ tiền. Đinh Dũng, con về đúng lúc lắm, thấy Đinh Dũng, Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn vội đi tới. Lâm Hồng Ngạn tươi cười chỉ vào những cây hoa rẻ tiền kia mà nói, con xem, biệt thự nhà chúng ta rộng thế này, không có ai dọn dẹp cũng không được nên bố với mẹ quyết định thuê mấy người làm đến để dọn dẹp. Con nghĩ sao? Bố mẹ đã quyết định rồi thì hỏi con làm gì? Đinh Dũng nhướng mày nhìn cả hai người, giờ con nói không đồng ý thì có tác dụng không? Khụ khụ, con xem con nói kìa, Hàn Thành Sơn ho hắng, ái ngại nói, cả khoảng sân rộng thế này, bố với mẹ cũng không dọn xuể. Vậy thì thuê thôi ạ, nói rồi, Đinh Dũng định rời đi. Thấy thái độ đó của Đinh Dũng, Lâm Hồng Ngạn tối sầm mặt, cau mày, Đinh Dũng, đứng lại. Cậu nói chuyện với chúng tôi mà khó chịu vậy hả? Chúng tôi cũng là vì muốn gánh một phần áp lực cho cậu, tìm người làm cũng phải bỏ ra không ít tiền, cho nên, Lâm Hồng Ngạn nói tới đây thì ngừng lại, sau đó mới nói tiếp, lương về hưu của cả bố với mẹ cũng không phải là cao. Cho nên gì cơ, bố mẹ muốn con bỏ tiền sao? Đinh Dũng nhìn cả hai người với vẻ mặt đầy hứng thú. Không đợi hai người lên tiếng, anh đã chủ động lắc đầu nói, tìm người làm là ý của bố mẹ thì bố mẹ bỏ tiền. Và lại những lễ vật con tặng không phải bố mẹ cũng đã lấy về rồi sao? Bằng ấy mà còn không đủ bố mẹ tiêu à? Con đang nói đùa đấy là, đó là quà con tặng Phương Nhiên, sao bố mẹ có thể tiêu được? Hàn Thành Sơn cười nói. Trên thực tế Hàn Phương Nhiên không hề lấy đi bất cứ món đồ nào trong số đó, tất cả đều được Lâm Hồng Ngạn và Hàn Thành Sơn cất đi. Trên danh nghĩa là giúp cô sắp xếp nhưng chẳng phải cũng là vì muốn giữ chắc tiền trong tay sao? Có điều việc này Hàn Phương Nhiên cũng không nói gì, Đinh Dũng cũng không tiện nói, chỉ là anh không ngờ hai người này còn muốn lấy tiền từ túi mình tiếp. Nếu như Hàn Thành Sơn và Lâm Hồng Ngạn không có tiền thì Đinh Dũng đương nhiên sẽ không keo kiệt, ngược lại, tiền đối với anh mà nói chỉ là con số mà thôi, có điều anh cũng không phải cây rút tiền của bọn họ, đặc biệt là thái độ moi tiền thế này càng khiến Đinh Dũng phản cảm. Bố mẹ đã nói là quà cưới của Phương Nhiên, Đinh Dũng cười nói tiếp, vậy thì trả lại cho Phương Nhiên đi. Thuê người phải bỏ ra bao nhiêu tiền thì con bỏ. Cậu còn cho rằng mua được biệt thự, tặng được quà với giá trên trời thì chúng tôi sợ cậu sao? Lâm Hồng Ngạn tái mặt, nghiến răng trợn mắt nhìn Đinh Dũng, số tiền hôm nay cần, cậu không bỏ ra cũng phải bỏ. Vậy con phải xem bố mẹ có cách gì để con phải bỏ tiền, nghe vậy, Đinh Dũng lạnh mặt hẳn lại, anh nhìn cả hai người, điềm tĩnh nói, biệt thự này là của con. Phương Nhiên chiều theo ý bố mẹ là vì hai người là bố mẹ đẻ của cô ấy, nhưng đừng cho rằng con cũng vì thế mà nhân nhượng. Nếu bố mẹ không muốn ở đây thì về nhà mình mà ở. Đinh Dũng từ trước tới giờ chưa bao giờ nói những lời thế này, nhưng anh thật sự không thể nào ưng nổi bộ dạng chiều ý cố mẹ của Phương Nhiên, cho dù là bố mẹ đẻ cũng không thể như con sâu mọt suốt ngày đục khoét con cái như vậy. Bố mẹ, Đinh Dũng, mọi người đang nói gì vậy, đúng lúc này. Hàn Phương Nhiên đi tới nhìn Đinh Dũng cười nói. Thấy nụ cười của Hàn Phương Nhiên, mặt Đinh Dũng dịu đi nhiều, anh cười nói, Phương Nhiên, trông em lại người hơn nhiều rồi đấy. Em không sao nữa rồi, Hàn Phương Nhiên gật đầu cười nói, với lại cũng không biết có phải em nhầm lẫn gì không mà em vẫn luôn thấy cơ thể mình khỏe hơn trước nhiều, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, giống như câu nói đại nạn không chết, ắt có phúc về sau vậy. Đương nhiên rồi, Đinh Dũng cười khì. Anh không nói với Hàn Phương Nhiên tất cả mọi thứ đều do quả linh căn, không những chữa lành vết thương cho cô mà còn thay đổi hoàn toàn thể chất của cô. Đó là khát vọng của biết bao nhiêu người, tác dụng của việc tẩy sạch quả không phải vừa, thậm chí có không ít thánh nhân sau khi trở thành thánh rồi mới đạt được cảnh giới không vướng bụi trần như vậy. Nói không hề ngoa, hiện tại Hàn Phương Nhiên mặc dù không thuộc cảnh giới võ đạo nhưng khả năng của cô đã vượt qua rất nhiều người, một khi bước chân vào con đường tu luyện, ắt có thành quả. Có điều hiện giờ vẫn chưa phải lúc, thứ nhất, giải thích với Hàn Phương Nhiên sẽ rất rắc rối, thứ hai, Hàn Phương Nhiên không hiểu cách che giấu đi thực lực, một khi cô tu luyện thành công,
nhất định sẽ để lộ sơ hở, tới lúc đó sẽ khiến nhiều người chú ý, với thực lực của Đinh Dũng thì vẫn chưa thể ứng phó được. Phương Nhiên, con tới đúng lúc lắm, con đến mà xem, sân nhà chúng ta rộng thế này, thuê vài người giúp việc, con thấy có quá quát không, thấy Hàn Phương Nhiên đi tới, Lâm Hồng Ngạn vội kéo tay cô lại, trợn mắt với Đinh Dũng, tiểu tử này lại nói mẹ hoang phí tiền. Đinh Dũng cau mày, Lâm Hồng Ngạn và Hàn Hàn sao lại giống nhau đến thế, rất biết cách thêm mắm dặm muối trong khi bản thân anh rõ ràng không hề nói câu đó. Đương lúc Đinh Dũng định giải thích thì nào ngờ Hàn Phương Nhiên lại đứng về bên Đinh Dũng, lắc đầu nói, chúng con sống ở đây vẫn rất tốt, cần gì phải thuê người. Mẹ với bố ở nhà rảnh thì dọn dẹp là được mà. Nếu mẹ muốn thuê người thì mẹ tự bỏ tiền đi, nói rồi, Hàn Phương Nhiên nhìn Đinh Dũng, không để ý đến Lâm Hồng Ngạn nữa mà kéo Đinh Dũng đi mất. Cảm ơn em đã hiểu cho anh, Đinh Dũng khẽ nói với Hàn Phương Nhiên. Trên thực tế, trước đó Đinh Dũng rất đau đầu vì đối diện với Lâm Hồng Ngạn và Hàn Thành Sơn, kể cả trong lòng anh không thích thì cũng sẽ không nói ra, tất cả cũng là bởi Hàn Phương Nhiên đứng ở giữa sẽ bị làm khó. Đây là lần đầu tiên Hàn Phương Nhiên đứng trước mặt anh từ chối yêu cầu của Lâm Hồng Ngạn, điều này khiến Đinh Dũng cảm thấy ấm áp và nhẹ lòng hơn rất nhiều. Con, mày đúng là, sao có thể thế được hả con? Lâm Hồng Ngạn cau mày chỉ vào Hàn Phương Nhiên mà nghiến răng nói, lão Hàn, ông mau xem con gái ông, sao lại nói với chúng ta như vậy được chứ? Được rồi, Hàn Thành Sơn lắc đầu kéo Lâm Hồng Ngạn nói, tôi đã nói cách này của bà không được mà lại. Chúng ta lấy đồ xính lễ cưới hỏi của Phương Nhiên rồi thì đừng ép buộc chúng nó nữa. Khốn khiếp, bà đây phải nghĩ ra cách chỉ chúng nó, cho chúng nó biết cái nhà này ai nói mới có tác dụng. Lâm Hồng Ngạn nheo mắt nhìn Đinh Dũng chằm chằm. Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên vào biệt thự thì Hàn Phương Nhiên lập tức hỏi về việc của tập đoàn Hàn Thị. Đinh Dũng chỉ có thể đem mọi chuyện anh biết nói với cô một lượt. Khụ khụ, không ngờ anh lại mạnh như vậy, đã có thể cho anh ta một trận rồi. Khi nghe thấy Đinh Dũng đánh Hàn Hàn, Hàn Phương Nhiên bày ra bộ mặt kỳ quái. Hàn Hàn dựa vào thân phận là thiếu gia công tử của tập đoàn Hàn Thị mà tỏ ra hống hách ngang ngược trong tập đoàn, không ngờ lần này lại bị Đinh Dũng xử. Nghĩ tới đây, Hàn Phương Nhiên lại hít vào một hơi thật sâu, nhìn Đinh Dũng nói, cũng phải cho anh họ bớt cái tính của mình đi, dám rút ruột công trình, đúng là không coi hạng mục này ra gì. Không sao, 3 ngày nữa. Anh tin ông sẽ cho chúng ta đáp án hài lòng, Đinh Dũng gật đầu cười nói, nếu sau 3 ngày nữa mà ông vẫn muốn bao che cho Hàn Hàn thì chúng ta cũng không cần phải ở tập đoàn Hàn Thị này nữa, tới lúc đó chúng ta tự mở công ty mới ở Trung Nguyên Tân, em là chủ tịch. Đinh Dũng, cảm ơn anh, Hàn Phương Nhiên nghe vậy thì nói giọng nghiêm túc. Câu nói này của cô khiến Đinh Dũng sững người, thấy bộ dạng đó của Đinh Dũng, Hàn Phương Nhiên bật cười, che miệng, ha ha ha, em đùa thôi. Đinh Dũng cố ý nghiêm mặt lại, cọ cọ vào mũi Hàn Phương Nhiên, nhà họ Bách Lý ở Kim Châu em đã nghe nói tới bao giờ chưa? Nhà Bách Lý, nghe Đinh Dũng nhắc tới nhà họ Bách Lý, Hàn Phương Nhiên chợt sững người, sau đó lắc đầu hỏi, em chưa nghe nói bao giờ, là gia tộc ở Kim Châu sao? Ừ, và lại không phải là một gia tộc nhỏ, Đinh Dũng hít sâu, nghĩ tới thiệp mời của nhà họ Bách Lý với những lời lẽ bá đạo, anh lại cau mày, ngày mai nhà họ Bách Lý có tiệc, em đi cùng anh nhé. Đây là lần đầu tiên Đinh Dũng mời Hàn Phương Nhiên cùng tham dự tiệc với mình. Nghe vậy, Hàn Phương Nhiên lập tức bụng miệng giống như con gà mổ thóc, cứ thế gật đầu. Cô định nói gì đó nhưng mở miệng rồi lại thôi, chỉ một tiếng, trong lòng quyết định mai nhất định phải trang điểm thật đẹp, tuyệt đối không thể để Đinh Dũng mất mặt. Trên thực tế trước đó Đinh Dũng không đưa Hàn Phương Nhiên cùng đi tham gia mọi bữa tiệc cũng là vì anh thấy những nơi đó quá nguy hiểm, không muốn cô gặp bất trắc. Hiện giờ Đinh Dũng đã đạt cảnh giới kim đan, chỉ cần là người dưới cảnh giới võ đạo tông sư thì không ai có thể lại gần anh trong phòng bán kính 3 trượng, huống hồ lần này nhà họ Bách Lý có lời mời, có lẽ sẽ không có hành động gì nguy hiểm. Thời gian trôi qua rất nhanh, cả buổi tối, Đinh Dũng ngồi khoanh chân trên sân thượng, cảm nhận kiếm ý ở đầu ngón tay phải, càng cảm nhận, trong lòng anh lại càng ngỡ ngàng. Đây là đường kiếm hoàn chỉnh. Nói không ngoa thì chỉ cần một người có khả năng không phải là kém thì có thể phát huy tác dụng của kiếm ý rất tốt. Nếu như có thể cảm nhận được hết kiếm ý thì chính là đạt cảnh giới lục địa thần tiên rồi. Đinh Dũng cho dù thế nào cũng không thể ngờ, quả linh căn trước kia không biết dùng vào việc gì mà lại chứa đựng kiếm ý mạnh như vậy. Cảm nhận cả đêm, Đinh Dũng nhận ra mình đã mạnh lên không ít.
nếu không phải anh không đi theo con đường kiếm đạo thì anh cũng muốn tu luyện theo con đường này về sau. Đáng tiếc, mình theo con đường trường sinh đại đạo, không hề tương thông với kiếm đạo này, Đinh Dũng lắc đầu, đường kiếm này mặc dù bá đạo nhưng lại khác biệt một trời một vực với con đường trường sinh đại đạo mà anh chọn. Vừa sáng sớm, Hàn Phương Nhiên đã trang điểm thật lộng lẫy, mặc bộ váy ngắn màu trắng đi vào, quay một vòng. Chiếc váy trắng bồng lên khiến Hàn Phương Nhiên trông như đóa bách hợp xinh đẹp, nho nhã. Em đẹp không? Hàn Phương Nhiên cười nói. Thấy cảnh này, Đinh Dũng vội gật đầu, nói nhẹ nhàng, vợ anh mặc gì cũng đẹp. Cắt, đúng là lẻo mép, Hàn Phương Nhiên liếc xéo Đinh Dũng, sau đó nhìn bộ quần áo Đinh Dũng mặc đã bị giặt bạc màu đi mà hỏi, anh mặc bộ này sao? Nếu không thì mặc gì, Đinh Dũng không để ý đến vấn đề ăn vận cho lắm, đối với anh mà nói, ăn mặc sạch sẽ là đủ. Vì yến tiệc diễn ra vào buổi trưa, sau khi ăn sáng xong, Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên mới tới nơi diễn ra yến tiệc, đồng thời Đinh Dũng cũng muốn xem nhà họ Bách Lý rốt cục đã thông báo tới những ai. Chẳng mấy chốc, cả hai người bọn họ đã tới nơi tổ chức yến tiệc. Điều khiến Đinh Dũng bất ngờ hơn cả đó là còn chưa tới 10 giờ. Thế nhưng cửa khách sạn diễn ra yến tiệc đã nhộn nhịp rồi. Phóng tầm mắt ra nhìn, có người quen mặt, có người lạ mặt, gần như đều là các thế lực lớn nhỏ ở thành phố Kim Châu. Thế nhưng bọn họ đều đứng ở cửa, không có người nhà họ Bách Lý ra đón tiếp, cánh cửa khách sạn đóng chặt. Có chuyện gì thế? Hàn Phương Nhiên ngồi ở ghế phụ nhìn cảnh này thì sững người, cô vô thức hỏi, lẽ nào nhà họ Bách Lý giỡn chúng ta? Chắc không phải đâu, em xem các gia tộc đều đến rồi. Nếu nhà họ Bách Lý muốn chơi chúng ta thì nhất định sẽ khiến tất cả mọi người tức giận, trừ phi bọn họ không muốn sống ở đất Kim Châu này nữa. Đinh Dũng lắc đầu nhìn nhiều thành viên của các gia tộc đang tỏ ra có phần khó chịu. Nhà họ Bách Lý rốt cục muốn làm gì mà tỏ vẻ thần bí như vậy? Đi thôi, chúng ta tới xem, nghĩ vậy, Đinh Dũng hít vào một hơi thật sâu, mở cửa bước xuống xe trước. Nhà họ Bách Lý rốt cục giở trò gì, tới bây giờ cũng không thấy bóng người đâu. Ai mà biết được chứ, đợi người của bọn họ tới thì nhất định sẽ có lời giải đáp cho chúng ta. Đúng vậy, để bao nhiêu người đợi như thế này, đúng là không coi chúng ta ra gì. Hai người vừa đi tới đã nghe thấy có không ít người thảo luận với giọng điệu bất bình, rõ ràng cách làm của nhà họ Bách Lý khiến bọn họ không thể chấp nhận được. Những người này phần lớn đều là thiếu gia hoặc gia chủ của các gia tộc, chưa bao giờ gặp phải cảnh này. Đúng lúc này, ở phía xa có một chiếc xe sang đi tới. Tiếng động cơ kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người. Là người nhà họ Thiết, biển số xe này chính là xe nhà họ Thiết, lẽ nào gia chủ nhà họ Thiết quay về rồi, có người nhìn thấy chiếc xe này thì lập tức nhận ra lai lịch. Thực sự thì ban đầu chiếc xe này ở thành phố Kim Châu quá nổi tiếng, gia chủ nhà họ Thiết là Thiết Linh Long từng cùng chiếc xe này gây nên cơn mưa máu gió tanh ở đất Kim Châu, sau đó cùng Tư Đồ Phi và Viên Thiên Hàng lập ra hội Hắc Mã, thống nhất các thế lực trong thế giới ngầm ở thành phố Kim Châu. Có điều sau này Tư Đồ Phi và Thiết Linh Long mất tích nên hội Hắc Mã chỉ còn lại một mình Viên Thiên Hàng. Hiện giờ Viên Thiên Hàng đã bị tiêu diệt, nếu như lúc này gia chủ nhà họ Thiết quay lại thì đúng là có kịch hay để xem. Khi cửa xe mở ra, tất cả mọi người gần như ngừng thở. Thực sự thì thực lực của nhà họ Thiết quá mạnh, còn danh tiếng của Thiết Linh Long lại càng khiến người ta nể sợ nên mọi người đều tò mò không biết có phải Thiết Linh Long quay lại không. Chẳng mấy chốc, một lão già bước xuống xe. Khi thấy người này, tất cả mọi người đều thở phào, xôn xao bàn tán. Làm tôi hết hồn, tôi còn tưởng rằng là vị đó quay lại, không ngờ là lão hồ ly Thiết Vô Cực, có người vỗ ngực thở phào. Người bước từ trên xe xuống không phải là Thiết Linh Long mà là một gương mặt Đinh Dũng quen, đó chính là Thiết Vô Cực. Các vị đến sớm thật đấy, Thiết Vô Cực cười, vẫy tay. Hai vệ sĩ đằng sau ông ta ăn mặc hết sức bình thường nhưng chỉ cần nhìn là thấy không hề tầm thường. Mặc dù người tới không phải là Thiết Linh Long nhưng vẫn có không ít người đi tới, vây quanh ông ta. Anh Vô Cực vẫn khỏe chứ, một lão già đi tới, cười nói và vẫy tay với Thiết Vô Cực. Đinh Dũng đứng trong đám người nhìn Thiết Vô Cực với vẻ mặt kỳ lạ. Mối quan hệ giữa anh và Thiết Vô Cực cũng không đến nỗi nào, nếu như Thiết Vô Cực biết anh giết Thiết Sam thì không biết ông ta sẽ cảm thấy thế nào. Ha ha ha, không ngờ tiểu tử cậu cũng đến rồi, Thiết Vô Cực bật cười. Sau đó đảo mắt nhìn tất cả mọi người, hỏi với giọng hoài nghi, mọi người ở bên ngoài làm gì vậy? Ôi, đừng nhắc nữa, nghe Thiết Vô Cực hỏi, lão già trước đó vẫy tay với ông ta thở dài bất lực,
chỉ vào cánh cửa khách sạn, anh xem tới bây giờ còn chưa mở cửa, tôi nghĩ chúng ta bị chơi xỏ rồi. Nghe vậy, Thiết Vô Cực không khỏi nhướng mày, nhìn cửa khách sạn có việc này sao? Ha ha ha, quả thật xin lỗi mọi người, không ngờ các vị đến sớm vậy, đúng lúc này, cửa khách sạn đột nhiên được người bên trong mở ra, một người đàn ông trung tuổi mặc bộ đồ thời đường màu đen bước ra nhìn tất cả mọi người, cười nói, xin mời mọi người vào trong. Người đàn ông này mặc bộ đồ thời đường màu đen, để mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, khuôn mặt góc cạnh, trong đôi mắt kiên định còn mang theo nét từng trải, mỗi một hành động đều tỏ ra rất uy nghiêm. Phong thái uy nghiêm này không phải giả bộ mà có được, chắc chắn nó được hình thành từ một người có địa vị cao quý. Thân phận của người này ở nhà họ Bách Lý có lẽ không hề đơn giản. Tôi là Bách Lý Thuần, đại trưởng lão của nhà họ Bách Lý, thay mặt gia chủ tới tiếp đón các vị, Bách Lý Thuần cười nói, giơ tay ra làm tư thế mời. Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phía Thiết Vô Cực, lúc này trong các gia tộc thì nhà họ Thiết là gia tộc hạng nhất, đặc biệt là trong lúc mọi thứ không rõ ràng thế này. Nhà họ Thiết đương nhiên sẽ trở thành tiên phong cho tất cả mọi người. Tại hạ Thiết Vô Cực đại diện cho gia chủ nhà họ Thiết, Thiết Vô Cực thấy ánh mắt của tất cả mọi người thì không tỏ thái độ chối từ. Ông ta cứ thế đi tới, chắp tay cười nói, tại hạ đã từng nghe nói tới nhà họ Bách Lý, không ngờ là thật. Hóa ra là nhà họ Thiết, đúng là thất lễ rồi, mời anh vào, nghe Thiết Vô Cực nói vậy, Bách Lý Thuần gật đầu cười, làm tư thế mời bằng tay. Thiết Vô Cực hắng giọng. Thế nhưng vẻ mặt ông ta vẫn không thay đổi, ông ta xua tay nói, người đâu, mang quà tới đây. Đây là chút lòng thành của tôi, mong cậu nhận cho, nói rồi, Thiết Vô Cực không do dự nữa, cứ thế đi vào trong. Linh Chi trăm năm, sau lời nói này, tất cả mọi người ở phía sau đều trợn tròn mắt. Đây mà cũng coi là chút lòng thành sao, vậy thì quà của bọn họ là gì chứ? Linh Chi trăm năm quả là linh dược trong xã hội hiện tại. Có điều Đinh Dũng nghe xong lại lắc đầu. Cây linh chi này chỉ có thể coi là bình thường thôi, chỉ ít thì trong mắt Đinh Dũng, trăm năm với 10 năm cũng chẳng có gì khác nhau. Chỉ có linh chi sau 1000 năm thì mới quý giá. Người có cùng suy nghĩ với Đinh Dũng còn có Bách Lý Thuần của nhà họ Bách Lý. Ông ta nghe thấy linh chi trăm năm thì không tỏ ra quá ngạc nhiên, chỉ là ông ta nhìn Thiết Vô Cực lâu hơn một chút. Sau đó từng món quà được gọi tên, Bách Lý Thuần không buồn nhìn lấy một cái. Cảnh này đương nhiên đã lọt vào mắt Thiết Vô Cực, mặt mày ông ta trông có vẻ tươi cười nhưng ánh mắt lại lạnh hẳn lại. Đi thôi, nghe từng tiếng đọc quà vang lên, Đinh Dũng lắc đầu, thực ra anh rất ghét truyền thống đọc to các món quà lên như vậy. Hàn Phương Nhiên trông mặt cũng khó coi hơn hẳn, nhìn Đinh Dũng khẽ nói, bọn họ đều mang quà đến, chúng ta không mang quà, có phải là không hợp lý lắm không? Em yên tâm, quà anh đã chuẩn bị xong rồi, Đinh Dũng cười nói. Tỏ ý cô không cần quan tâm. Trên thực tế, Đinh Dũng không định tặng quà, anh tới tham gia tiệc chẳng qua là muốn xem nhà họ Bách Lý rốt cục muốn làm gì, thế nhưng hiện giờ Hàn Phương Nhiên nói vậy, Đinh Dũng mới lấy một món đồ chưa dùng đến trong túi đựng đồ ra. Một miếng ngọc thạch, chút tấm lòng của tôi, Đinh Dũng rút miếng ngọc ra đưa cho người nhận quà, sau đó tự tin đi vào trong. Thấy món quà mà Đinh Dũng mang tới, người nhận quà không khỏi khó chịu. Hắng giọng rồi mới nói, một miếng ngọc. Nghe vậy, không ít người đưa mắt qua nhìn, Hàn Phương Nhiên sững người. Đinh Dũng lại chẳng cảm thấy có gì đó không ổn, anh vẫn tự tin đi vào trong. Người này là ai? Quà mang tới đúng là thể hiện ki bo. Tôi cho rằng cậu ta tới đây cũng chỉ là muốn ăn uống một bữa, cũng không biết có thiệp mời hay không. Thấy Đinh Dũng đi vào, không ít người xôn xao bàn tán. Ấy, người này trông quen thế. Một thanh niên thấy bóng người Đinh Dũng thì nhướng mày hỏi. Chẳng mấy chốc, người đến tham gia yến tiệc đều đã vào chỗ ngồi, bên trong khách sạn đã được dọn dẹp sạch sẽ, bày đủ những món ăn bắt mắt. Phía trước sảnh, xếp 10 hàng ngọc án, mỗi hàng dài 1 mét, trong đó có 3 ngọc án đã có người ngồi. Lúc này, Bách Lý Thuần đứng trước ngọc án, giơ tay nói với Thiết Vô Cực, anh Vô Cực, mời ngồi. Cảm ơn cậu Bách Lý đã tiếp đón, Thiết Vô Cực gật đầu. Sau đó cùng hai bảo vệ ngồi xuống. Lúc này, Bách Lý Thuần nhìn người tùy tùng bên cạnh, nói thống kê xong chưa? Xong cả rồi ạ, trong các gia tộc hạng nhất, ngoài nhà họ Trương và nhà họ Lý ra thì những gia tộc khác đều đến cả rồi ạ, người tùy tùng khẽ giọng nói với Bách Lý Thuần. Nghe vậy, Bách Lý Thuần chợt cau mày, hắng giọng, nheo mắt nói, nhà họ Trương và nhà họ Lý, xem ra không nể mặt nhà họ Bách Lý chúng ta rồi.
Đã vậy thì đừng trách Bách Lý Thuần tôi vô tình, nghĩ tới đây, trong mắt Bách Lý Thuần tôi độc hẳn. Ông ta hạ giọng nói với người tùy tùng, đi, mời người nhà họ Trương và nhà người nhà họ Lý tới đây. Vâng, nghe lệnh, người kia lập tức làm theo. Ở một nơi khác, sau khi Đinh Dũng dẫn Hàn Phương Nhiên vào trong, anh liền tìm một góc nhìn những món ăn bắt mắt, cả hai người hoàn toàn đã bị thu hút và bắt đầu ăn uống. Các vị, có lẽ mọi người đều rất hiếu kỳ nhà họ Bách Lý chúng tôi mời mọi người tới đây rốt cuộc có việc gì phải không, đúng lúc này, giọng nói của Bách Lý Thuần vang lên. Tất cả mọi người tham gia bữa tiệc đều quay đầu lại, bầu không khí dần yên tĩnh, tất cả chỉ đợi nghe câu tiếp theo của Bách Lý Thuần. Trước khi nói vào việc chính, cho phép tôi xin được giới thiệu một chút, Bách Lý Thuần nhếch miệng cười, nhà họ Bách Lý chúng tôi vẫn luôn sống ở đây, từ trước khi thành phố Kim Châu được thành lập. Sao có thể? Chưa bao giờ nghe đến tên. Lời nói của Bách Lý Thuần lập tức dấy lên làn sóng mới, đến cả Thiết Vô Cực cũng phải cau mày. Nhà họ Bách Lý chúng tôi từ đầu là bá chủ ở đất Kim Châu này, về sau dần dần lui về ở ẩn, không tham gia vào bất cứ việc gì của thành phố nữa, kể cả trong danh sách các gia tộc hàng đầu cũng không có chúng tôi. Bách Lý Thuần tiếp tục nói, khi nói tới đây, ông ta tỏ vẻ bá đạo, mặc dù chúng tôi không nhúng tay vào thế sự nữa nhưng chúng tôi vẫn là gia tộc hạng nhất ở thành phố Kim Châu, bảo vệ thành phố Kim Châu như bảo vệ vị thần. Lần này chúng tôi xuất hiện hoàn toàn là vì bất lực nên mới vậy, nói tới đây. Bách Lý Thuần ngừng lại một lúc, đảo mắt nhìn tất cả mọi người, tôi tin mọi người đều nghe nói tới việc tứ đại danh sơn ở Giang Bắc dị biến, tôi có thể nói với mọi người rằng thế đạo sắp thay đổi rồi. Nhà họ Bách Lý chúng tôi xuất hiện là vì muốn bảo vệ thành phố Kim Châu khỏi thế cục hỗn loạn, cho thành phố không bị xâm phạm, vì vậy nhận lệnh gia chủ nhà họ Bách Lý, gia tộc chúng tôi quyết định liên minh với các vị, cùng vượt qua đại nạn. Nghe Bách Lý Thuần nói vậy, mặt mày Thiết Vô Cực tối sầm cả lại. Còn những đại diện của các gia tộc khác thì đều cau mày. Lời nói của Bách Lý Thuần mặc dù dễ nghe, cái gì mà liên minh, chẳng qua chỉ muốn lôi kéo bọn họ, nếu như thật sự liên kết lại thì ai làm minh chủ. Cậu Bách Lý, ý của cậu, chúng tôi không hiểu cho lắm, Thiết Vô Cực cau mày, làm sao gia tộc cậu biết được thế đạo xoay vần hỗn loạn, và lại nếu như liên minh thì ai làm minh chủ. Những người khác có lẽ không mấy để ý đến việc này nhưng Thiết Vô Cực đại diện cho nhà họ Thiết. Thậm chí là cả thành phố Kim Châu này, ngoài nhà họ Trương là bá chủ gia, đột nhiên có một gia tộc đột nhiên nhảy ra nói là thần bảo hộ cho thành phố Kim Châu, Thiết Vô Cực sao có thể nhẫn nhịn. Anh Thiết không cần vội, ai làm minh chủ đương nhiên chúng ta có thể quyết định được, Bách Lý Thuần không hề trả lời câu hỏi của Thiết Vô Cực mà nhìn ba thế lực ngồi ở hàng Ngọc An phía trước, tôi xin giới thiệu một chút về những đồng minh của chúng ta. Người nhà họ Tần thì ở Giang Bắc, Tần Văn Minh, Bách Lý Thuần vừa dứt lời. Một người đàn ông ngồi trước ngọc án đột nhiên đứng dậy, một luồng khí thế bộc phát. Người đàn ông kia đứng dậy, một luồng khí tức khủng khiếp toát ra. Luồng khí thế vô hình vô chất nhưng lại rõ ràng tồn tại, vừa xuất hiện đã khiến tất thảy mọi người đều run rẩy, giống như có ngọn núi Thái Sơn đè lên người vậy. Lúc này người đàn ông với cái tên Tần Văn Minh giống như thanh kiếm sắc ra khỏi chuôi còn cả hội trường giống như có vô số kiếm khí đang giao nhau khiến ai nấy đều bị ảnh hưởng. Hàn Phương Nhiên tái mặt, cô cũng bị luồng khí thế này chèn ép, cảm giác cơ thể khác thường. Đinh Dũng vội nắm tay cô, luồng linh lực di chuyển khiến khí thế trên người Hàn Phương Nhiên tan biến. Khí thế quá mạnh, chỉ đáng tiếc thực lực hết sức bình thường, Đinh Dũng nheo mắt nhìn Tần Văn Minh, tỏ vẻ mất đi hứng thú. Một võ sĩ đỉnh phong mà thôi, có điều nhà họ Tần thì ở Giang Bắc là gia tộc lừng danh mà lại xuất hiện ở buổi tiệc của nhà họ Bách Lý như vậy, và còn được Bách Lý Thuần gọi là đồng minh. Lẽ nào nhà họ Tần thì cũng muốn can dự vào việc ở thành phố Kim Châu? Lần này tôi tới đây là đại diện cho nhà họ Tần thì ở Giang Bắc, đến bàn chuyện kết liên minh với các vị. Bách Lý Thuần nghe vậy thì cười nói, cậu Tần, mời ngồi. Tần Văn Minh đảo mắt một lượt, sau đó mới gật đầu với Bách Lý Thuần, khi ngồi xuống, khí thế trên người hắn ta cũng biến mất. Vị này là Yên Anh Ly, Bách Lý Thuần lại tới bên một người khác. Cười nói, cậu bạn Yên Anh Ly này chính là anh tài trong lớp thanh niên của nhà họ Yên Thị ở Giang Bắc. Ông ta dứt lời, Yên Anh Ly ngồi bên Tần Văn Minh đứng dậy, đảo mắt nhìn mọi người một lượt, trong ánh mắt tỏ vẻ không mấy thiện chí. Cảm nhận được ánh mắt đó, người đại diện trong các gia tộc đều cau mày. Cái gì mà nhà họ Yên Thị, ở đâu chui ra, bọn họ còn chưa từng nghe thấy, ấy vậy mà lại hống hách đến vậy. Chỉ có Thiết Vô Cực nghe tới tên nhà họ Yên Thị ở Giang Bắc thì mặt mày hơi thay đổi, ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Yên Anh Ly.
nhà họ Yên thị, Tần thị ở Giang Bắc là hai gia tộc cổ và đã xuất hiện, Thiết Vô Cực nheo mắt thầm nhủ. Ông ta từng thấy hai cái tên dòng họ này trong kho sách của gia tộc, đây là hai gia tộc được gọi với cái tên gia tộc cổ, thậm chí là gia tộc hào môn hàng đầu ở Giang Bắc. Điểm này không chỉ thể hiện về sản nghiệp và địa vị của bọn họ mà còn thể hiện võ đạo lâu đời của bọn họ. Những người của gia tộc khác có lẽ không biết rõ nhưng Kim Vô Đạo lại hiểu hơn ai hết. Gia tộc cổ giống như nhà họ Tần thị, xét về võ đạo thì nhà họ Thiết không thể so sánh, những cao thủ mạnh mới là nguyên nhân chính khiến các gia tộc này quật cường không sụp đổ. Đinh Dũng thấy nhà họ Yên thị thì trong lòng lại cảm thấy vô vị. Người này chỉ có thực lực võ sĩ đỉnh phong, bao gồm Bách Lý Thuần cũng chỉ là bán bộ đại sư, Đinh Dũng còn hoài nghi nhà họ Bách Lý là gia tộc quy ẩn ở thành phố Kim Châu mà trưởng lão lại chỉ có thực lực bán bộ đại sư. Nghĩ vậy, Đinh Dũng nhìn về phía cô gái duy nhất ngồi trước ngọc án, cũng chỉ có cô ta mới có thể khiến Đinh Dũng thấy hứng thú. Cô gái này trông rất xinh đẹp, trông có lẽ tầm hơn 30 tuổi, trên người cô ta không hề có dấu hiệu theo võ đạo, đến Đinh Dũng còn nhìn không ra. Thế nhưng nghĩ tới cô ta có thể ngồi cùng với Yên Anh Ly, Tần Văn Minh thì thực lực và địa vị chắc chắn không hề tầm thường. Lẽ nào là tu luyện thuật pháp ẩn khí tức, Đinh Dũng lắc đầu. Theo lý mà nói thì cho dù tu luyện thuật pháp ẩn khí tức thì cũng không thể qua được mắt anh mới phải, hoặc có thể nói cô gái này thật sự không hề có tu vi võ đạo. Đương lúc anh đang mải suy nghĩ thì Bách Lý Thuần đã đi tới trước mặt cô gái, nhếch miệng cười, nói, Trần Đạo Hữu, tối qua cô nghỉ ngơi thoải mái rồi chứ? Cũng ổn, cô gái kia nheo mắt cười. Sau đó cô ta đứng dậy, thân hình thon thả lập tức thu hút mọi ánh mắt nhìn, thậm chí có không ít người còn cảm thấy dạo dực khi thấy thân hình cô ta. Sức hút như có như không trên người cô ta khiến người ta nhìn mà khó kiềm lòng, đặc biệt là phần lưng uyển chuyển thon thả kia rõ ràng khiến người ta mất hồn. Tôi là Trần Khả Hân, mong các vị chiếu cố cho, cô gái nheo mắt cười với tất cả mọi người. Sao em lại thấy cô ta có gì đó không ổn nhỉ? Hàn Phương Nhiên huýt vào Đinh Dũng, khẽ giọng nói. Nghe vậy, Đinh Dũng chợt sững người, sau đó mới phản ứng lại. Hàn Phương Nhiên hiện giờ không vướng bụi trần, thấy một hồng nhan với khí thế như vậy thì đương nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái rồi. Anh cũng thấy lạ, Đinh Dũng gật đầu, cau mày nói, Bách Lý Thuần lại gọi cô ta là đạo hữu. Sau khi giới thiệu ba người, Bách Lý Thuần mới nhìn tất cả mọi người, nói, vì bảo vệ mọi người không bị ảnh hưởng trong thời cục loạn lạc. Nhà họ Bách Lý chúng tôi nguyện cùng nhà họ Tần Thị ở Giang Bắc, nhà họ Yên Thị và Trần Đạo Hữu đại diện cho Thiên Âm Môn cùng liên minh, dẫn dắt mọi người vượt qua kiếp nạn này. Cái gì, việc của Kim Châu sao bọn họ lại quản? Đúng vậy, kể cả chúng ta liên minh thì cũng không cần người ngoài tham gia. Ý gì đây? Nghe Bách Lý Thuần nói vậy, người đại diện các gia tộc ở thành phố Kim Châu lập tức xôn xao, tất cả mọi người đều thắc mắc. Cho dù các gia tộc ở Kim Châu liên kết lại với nhau thì cần gì người ngoài can dự. Đặc biệt là những gia tộc mà mấy người này đại diện, chỉ cần nhìn là biết không phải hạng dễ đụng vào, tới lúc liên minh thì ai là minh chủ. Rất có khả năng dấn thân vào chỗ hiểm, một khi không cẩn thận sẽ tự dấn mình vào vòng xoay chuyển của người khác. Các vị thấy tôi không đủ tư cách sao, Tần Văn Minh đột nhiên lên tiếng. Giọng nói của hắn ta không quá lớn nhưng lại rất rõ ràng. Đến tai tất cả mọi người thì khiến ai nấy đều im bặt, không ai nói lời nào. Nhà họ Tần thị danh tiếng lẫy lừng, những gia tộc còn con như bọn họ đâu dám làm gì nhà họ Tần thị. Việc này ai cũng hiểu rõ, một khi hợp tác với những người này, hậu quả là rất có thể khiến bọn họ không thể chống cự lại được, thế rồi tất cả dần hướng ánh mắt về phía Thiết Vô Cực. Hiện giờ cũng chỉ có Thiết Vô Cực ngang bằng với những người kia, vì dù sao về danh nghĩa thì nhà họ Thiết cũng là gia tộc hàng đầu. Thông tin nhà họ Viên bị diệt đã có không ít người biết đến, sau khi nhà họ Trương tiếp quản địa bàn thì lần này lại không xuất hiện ở đây nên tất cả mọi áp lực đều đổ lên vai Thiết Vô Cực. Cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người, Thiết Vô Cực tối sầm mặt lại, chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội, ông ta chỉ có thể bấm bụng nhìn về Bách Lý Thuần, lên tiếng nói cậu Bách Lý, tôi cho rằng việc này không ổn. Sao vậy, ông không phục sao, không đợi Bách Lý Thuần trả lời, Tần Văn Minh đã đứng dậy. Tần Văn Minh dứt lời, luồng khí thế từng xuất hiện trước đó lại một lần nữa bộc phát, hóa thành đường kiếm sắc lẹm vô hình, chém về phía Thiết Vô Cực với khí thế bá đạo. Thiết Vô Cực cau mày, hai vệ sĩ bên cạnh ông ta lập tức đứng dậy chắn trước người ông ta. Thế nhưng cả hai người bọn họ còn chưa kịp đứng vững thì luồng khí thế kia đã giáng xuống,
cả hai người cứ thế bị luồng khí tức đè nén đến mức khom cong cả người, mãi tới khi quỳ xuống đất, bọn họ còn không thể ngẩng đầu nổi chứ đừng nói là bảo vệ Thiết Vô Cực. Thiết Vô Cực bám lấy ngọc án mà đứng dậy, vừa đứng dậy, ông ta đã bị luồng khí tức kia đè nén suýt chút nữa thì ngồi phịch xuống. Ông ta nắm chặt tay, cố gắng vượt qua áp lực đứng dậy, lạnh giọng nói, cậu có ý gì hả? Còn chưa tổ chức liên minh đã lộ đuôi hồ ly rồi phải không? Ha ha ha, anh Thiết đừng để ý, cậu Tần đây tính tình có hơi nóng nảy, Bách Lý Thuần bật cười, xua tay với Thiết Vô Cực rồi nói tiếp, đừng thấy cậu Tần đây tính tình nóng nảy mà chê, đó là vì thực lực của cậu ấy đủ tầm, chúng ta có một người mạnh như vậy, tại sao còn không dùng nhỉ? Nghe Bách Lý Thuần nói vậy, Thiết Vô Cực lạnh giọng, nói, xem ra mọi người đã thương lượng xong xuôi rồi, vậy thì cần gì phải gọi tôi đến trao đổi? Hai, anh Thiết nói vậy là sao chứ? Mặc dù liên minh đã định nhưng minh chủ cũng vẫn phải chọn trong số đông. Theo tôi thấy thì minh chủ cần là người có đủ uy tín mới có thể thống lĩnh tất cả các gia tộc, chi bằng chúng ta tổ chức giao lưu võ thuật, sau đó chọn ra minh chủ, thế nào? Bách Lý Thuần tươi cười nhìn Thiết Vô Cực với bộ dạng ăn chắc. Tổ chức giao lưu võ thuật chọn ra minh chủ, với tình hình hiện giờ thì những người ở đây có ai là đối thủ của ba người này? Tới lúc đó chị em minh chủ chính là chọn một trong ba người này và thành phố Kim Châu sẽ nằm trong lòng bàn tay họ. Dã tâm của nhà họ Bách Lý cũng không vừa, Thiết Vô Cực hắng giọng, nhìn Bách Lý Thuần nói tiếp, giao lưu võ thuật, chẳng ra võ vẽ gì, thế cạnh tranh thế nào. Giao lưu võ thuật cũng là ý của đại nhân trong nhà họ Bách Lý chúng tôi, nghe Thiết Vô Cực nói, Bách Lý Thuần không hề tỏ thái độ tức giận, vẫn nheo mắt cười. Lời của Thiết Vô Cực rõ ràng là đang lật mặt. Hoàn toàn không nể mặt nhà họ Bách Lý, có điều nghe Bách Lý Thuần nói vậy, sắc mặt Thiết Vô Cực càng lạnh hơn, ông ta lên tiếng, muốn chúng tôi tổ chức liên minh thì cũng được thôi, nhà họ Thiết tôi nhất định phải có quyền bỏ phiếu, và lại 1/3 lợi ích chia cho chúng tôi. Chỉ cần các vị đồng ý thì những gia tộc nhỏ khác ở Kim Châu, tôi sẽ tự lo liệu. Bách Lý Thuần là đại trưởng lão của nhà họ Bách Lý, Thiết Vô Cực còn có thể có quyền lực và vai vế ngang với ông ta. Thế nhưng nếu như có liên quan tới những người trong nhà họ Bách Lý thì Thiết Vô Cực không thể không suy nghĩ cân nhắc hơn. Có điều, nói tới đây, Thiết Vô Cực chợt khựng lại. Nghe vậy, Bách Lý Thuần và những người khác nhìn nhau như đang giao lưu, lúc này thấy Thiết Vô Cực dứt lời thì nheo mắt cười, có điều gì cơ? Có điều đại gia tộc ở thành phố Kim Châu này không chỉ có mình nhà họ Thiết chúng tôi, Thiết Vô Cực tối sầm mặt lại, nhìn Bách Lý Thuần mà hạ giọng, sau khi nhà họ Viên bị tiêu diệt. Nhà họ Trương nổi lên và còn có gia tộc họ Lý, một trong 9 đại gia tộc cổ, những gia tộc này e rằng với thực lực của tôi thì chưa thể dẹp yên được. Ha ha ha, hóa ra anh Thiết lo lắng chuyện này, Bách Lý Thuần hơi sững người, sau đó lại bật cười, trên mặt thoáng qua nét tự tin, ông ta cười nói, anh Thiết nghĩ nhiều rồi, lần này nhà họ Trương và nhà họ Lý đột nhiên từ chối lời mời của chúng tôi đã phái người đi mời rồi, tôi tin rất nhanh sẽ có kết luận thôi. Và lại, yêu cầu của anh Thiết dù tôi có thể chấp nhận nhưng mấy vị đạo hữu đây lại không chấp nhận được, chỉ bằng tôi làm chủ, các gia tộc lùi một bước, 1/4 lợi ích sẽ chia cho anh Thiết, thế nào, từ đầu tới cuối Bách Lý Thuần vẫn giữ bộ mặt tươi cười giống như lão hồ ly chắc chắn sẽ út chọn được tất cả mọi người vậy. 1/4, mặt Thiết Vô Cực hơi thay đổi, sau đó ông ta tối sầm mặt lại, suy nghĩ hồi lâu mới nhìn Bách Lý Thuần, nghiến răng nói, 1/4 cũng được. Nhưng tôi cần mấy gia tộc các cậu liên thủ ra tay một lần. Ồ, là muốn mượn sức chúng tôi để thăm dò, Bách Lý Thuần nhìn Thiết Vô Cực cười, cho dù là thăm dò hay tìm bảo vật thì nói tóm lại cũng không thiệt thòi, nên ông ta cười nói chúng tôi có thể đồng ý. Không sai, Tần Văn Minh gật đầu. Lời mời, coi tôi là gì chứ, đúng lúc này, người đại diện của một gia tộc nhỏ nghiến răng, nhìn Thiết Vô Cực nói, anh Thiết, không thể đồng ý với bọn họ. Những người này có dã tâm, rõ ràng là muốn chiếm lợi ích của thành phố Kim Châu. Tôi và anh Thiết bàn bạc, không phải chỗ cho cậu chen vào, đúng lúc này, Yên Anh Ly, người nãy giờ không lên tiếng thì hắng giọng, mặt mày lạnh hẳn lại, nói, điều ước này các ông không ký cũng phải ký. Đinh Dũng và Hàn Phương Nhiên ngồi trong góc, nghe mấy lời hoang đường của mấy người phía Bách Lý Thuần rồi lại nhìn sang dáng vẻ ngang ngược của Yên Anh Ly mà không khỏi lắc đầu ngao ngán. Xem ra nhà họ Bách Lý mưu đồ quá lớn, vừa xuất hiện đã lôi tất cả gia tộc ở thành phố Kim Châu vào cuộc. Bọn họ đi bắt người nhà họ Lý rồi, Đinh Dũng cau mày, nghĩ tới đây, anh nhìn sang Hàn Phương Nhiên, nói, Phương Nhiên, em ở yên đây, đợi anh quay lại. Hả, anh muốn làm gì? Hàn Phương Nhiên sững người, vội hỏi,
Đinh Dũng quay đầu lại cười, lần này anh đến đây là đại diện cho nhà họ Trương, nói gì thì cũng phải ra mặt thể hiện thân phận, nếu không người ta còn tưởng nhà họ Trương không đến. Dứt lời, Đinh Dũng sải bước đi, đương lúc anh rẽ đám người đi tới phía trước thì đột nhiên ở phía trước xuất hiện luồng sát khí, ngay sau đó, một bóng người xuất hiện. Đinh Dũng thay đổi sắc mặt, vội dừng bước chân, cau mày. Luồng sát khí này không lan về phía anh nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh toát người. Kể cả là Đinh Dũng cũng không khỏi cau mày. Luồng sát khí này không thể xuất phát từ một người bình thường được, lai lịch của những người này chắc chắn không hề đơn giản. Còn những người khác căn bản không nhận ra có chuyện gì đang xảy ra, bọn họ chỉ thấy nhiệt độ xung quanh lạnh hẳn đi, một bóng người xuất hiện, ngay sau đó, Yên Anh Ly nhanh chóng xuất hiện trước người đại diện của một gia tộc nhỏ khác, bóp cổ người này. Yên Anh Ly đảo mắt nhìn tất cả mọi người trong sảnh, lạnh giọng nói, điều ước hôm nay tất cả phải ký, ai dám phản kháng thì kết cục giống hắn ta. Dứt lời, mặt Yên Anh Ly toát lên vẻ tôi độc, hắn ta dùng lực bóp. Đừng giết tôi! Đừng, người đại diện kia sợ hãi, mặt mày hoang mang nhìn Yên Anh Ly cầu xin, thế nhưng ông ta còn chưa nói xong thì đã bị Yên Anh Ly bóp gãy cổ. Bịch, cái xác không còn phát ra âm thanh cứ thế ngã vật ra đất giống như tiếng chuông cảnh tỉnh vang lên trong lòng tất cả mọi người. Toàn bộ khu sảnh lập tức chìm vào im lặng, tất cả mọi người mặt mày biến sắc, không ai ngờ nổi Yên Anh Ly lại giết người trước mặt bao nhiêu người thế này. Cậu, thấy đại nhân nhà mình bị giết hại. Tên tùy tùng của gia tộc nhỏ kia mặt mày biến sắc, sợ hãi lùi về sau. Giết người trước mặt bao nhiêu người như vậy, cậu đúng là không coi chúng tôi ra gì, Đinh Dũng nheo mắt, lạnh giọng nói. Nghe Đinh Dũng nói vậy, Yên Anh Ly lập tức quay đầu lại, nhìn Đinh Dũng với ánh mắt sắc lạnh, sau đó cơ thể hắn ta như mờ nhạt dần, hắn lập tức tới trước mặt Đinh Dũng mà nạt, quỳ xuống. Cậu đang nói tôi, Đinh Dũng nheo mắt, giọng nói càng lạnh lùng hơn. Thấy vậy, Thiết Vô Cực cũng biến sắc, ông ta vội nói, hiểu nhầm cả thôi, cậu thanh niên này là một người bạn cũ của tôi. Cậu Đinh, mau tới đây, nói rồi, Thiết Vô Cực vẫy tay với Đinh Dũng. Thấy Thiết Vô Cực lên tiếng, Yên Anh Ly cau mày, quay đầu nhìn Thiết Vô Cực, nói năng ngang ngược, coi như cậu may mắn, đã là người của mình thì tha cho cậu một mạng. Có điều, nếu như cậu còn nói năng ngông cuồng thì tôi sẽ không tha cho cậu nữa đâu, nói rồi. Yên Anh Ly phất vạt áo, quay người đi tới trước Ngọc Án. Trải qua sự việc vừa rồi, không ai dám đưa ra đề nghị gì khác với mấy người phía Yên Anh Ly nữa. Kể cả trong lòng bọn họ có khó chịu, thế nhưng thực lực của hai bên không tương xứng, đến cả nhà họ Thiết cũng phải thỏa hiệp thì ai dám mạo hiểm. Ông Thiết, Đinh Dũng nhìn Thiết Vô Cực cười nói, nghĩ tới vừa rồi Thiết Vô Cực nói đỡ cho mình, Đinh Dũng liền quay sang nhìn ông ta chào hỏi, sau đó quay sang nhìn Bách Lý Thuần. Điềm tĩnh nói, tôi đại diện cho nhà họ Trương tới tham dự tiệc, cho nên, nghe nói ông phái người đi tới nhà họ Trương rồi. Cậu có thể đại diện cho nhà họ Trương, Bách Lý Thuần cau mày nhìn Đinh Dũng tỏ vẻ khó tin. Dù sao thì nhà họ Trương cũng có khả năng diệt cả nhà họ Viên, còn Đinh Dũng trông lại hết sức bình thường, sao có thể đại diện cho nhà họ Trương? Tiểu tử, đừng nói năng ngông cuồng, cậu có thể đại diện cho nhà họ Trương, Yên Anh Ly nhìn Đinh Dũng một lượt từ đầu đến chân. Cười nói, nhà họ Trương dù gì cũng là đại gia tộc mới nổi, đại diện mà trông bộ dạng thế này sao? Ha ha ha, anh Yên, anh đúng là chẳng giữ cho tiểu tử đây thể diện gì cả, nghe Yên Anh Ly nói vậy, Tần Văn Minh cũng bật cười mỉa mai theo. Duy chỉ có cô gái kia từ đầu tới cuối không hề lên tiếng mà chỉ nhìn Đinh Dũng cau mày, không biết đang nghĩ gì. Sao tôi không thể đại diện cho nhà họ Trương? Đinh Dũng cau mày nhìn Tần Văn Minh và Yên Anh Ly, tôi không đại diện được thì lẽ nào các người đại diện được? Cậu, Tần Văn Minh cau mày, hắng giọng, tôi thấy cậu rõ ràng tới để làm xáo trộn mọi thứ. Không sao, ông Bách Lý cũng không phải phái người đi tới nhà họ Trương mời người rồi sao? Tới lúc đó hỏi là biết, Yên Anh Ly lạnh lùng nhìn Đinh Dũng. Đinh Dũng xuất hiện là vì nghe nói bọn họ phái người tới nhà họ Trương, anh muốn bọn họ gọi người lại thì lúc này nghe vậy. Đinh Dũng không khỏi cau mày nhìn Bách Lý Thuần, nói tôi là đại diện cho nhà họ Trương, tôi hy vọng các ông có thể gọi người đi tới nhà họ Trương quay về. Hiện giờ Trương Bồi Sơn trọng thương, nhà họ Trương chỉ còn mình Trương Thiệu Thích cố gắng chống đỡ, chắc chắn không phải là đối thủ của nhà họ Bách Lý. Nếu như người của nhà họ Bách Lý cố tình ra tay, ngộ nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì phiền phức. Cậu dựa vào cái gì để chứng minh mình là đại diện nhà họ Trương? Bách Lý Thuần nheo mắt lại nhìn Đinh Dũng. Nghe vậy,
Đinh Dũng cau mày, rút tấm thiệp mời mà Trương Bồi Sơn đưa ra, thế nhưng anh còn chưa đưa ra thì Bách Lý Thuần đã lắc đầu, nói tất cả thiệp mời đều giống nhau, vì vậy có thiệp mời không có nghĩa chứng minh thân phận của cậu. Ha ha, vậy ông muốn chứng minh thế nào? Đinh Dũng đột nhiên bật cười. Nếu như Bách Lý Thuần muốn làm khó Đinh Dũng thì cho dù thế nào anh cũng không thể chứng minh thân phận, vì những người này hoàn toàn có thể không công nhận. Chỉ cần bắt lại hỏi là được, Bách Lý Thuần nheo mắt nói. Trên thực tế, Bách Lý Thuần có cách khác, cho dù Đinh Dũng có phải là đại diện của nhà họ Trương hay không, thì người mà ông ta cần gặp là gia chủ nhà họ Trương. Lần này nhà họ Bách Lý xuất hiện, nhất định phải kiểm soát hết tất cả các gia tộc ở thành phố Kim Châu, chỉ có vậy mới có thể tiến hành các kế hoạch tiếp theo. Sau khi diệt nhà họ Viên, phần lớn các gia tộc ở thành phố Kim Châu đều nằm trong lòng bàn tay nhà họ Trương. Hiện giờ ngoài nhà họ Thiết có đủ tư cách xứng tầm ngang bằng với bọn họ ra thì chỉ còn nhà họ Trương và nhà họ Lý mà thôi. Chỉ cần cả ba gia tộc cùng khuất phục thì kế hoạch nhà họ Bách Lý nắm chọn thành phố Kim Châu cũng đã thành công được một nửa, vậy thì những gia tộc nhỏ và trung kia chắc chắn sẽ không dám đối đầu với nhà họ Bách Lý. Đinh Dũng, sao mày lại ở đây? Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên vang lên giọng nói nghi hoặc. Nghe vậy, tất cả mọi người đều quay đầu lại. Chỉ thấy một thanh niên đứng trong đám người, và người này chính là Hàn Hàn, kẻ đã bị Đinh Dũng đánh cho một trận trước đó. Lúc này, Hàn Hàn mang theo vẻ mặt hoài nghi, hắn nhìn Đinh Dũng mà bật cười lạnh lùng, từ bao giờ mày trở thành người nhà họ Trương vậy? Cậu quen hắn, nghe Hàn Hàn nói vậy, Tần Văn Minh cau mày lên tiếng. Hắn ta chính là tên ở rể của nhà họ Hàn, sao tôi có thể không biết được? Cho dù hắn có hóa thành cho bụi, tôi cũng có thể nhận ra. Đinh Dũng, mày đúng là không biết giữ thể diện, rõ ràng cũng chỉ ăn nhờ ở đậu ở nhà họ Hàn, thế mà giờ lại nói là người của nhà họ Trương. Hàn Hàn tức tối, nhìn Đinh Dũng với con mắt cay độc. Hôm qua việc Đinh Dũng đánh hắn, hắn vẫn còn nhớ như in, tới bây giờ hai chân hắn vẫn không ngừng run rẩy, cơn đau đớn như ùa về, và mọi chuyện đều từ Đinh Dũng mà ra. Hàn Hàn hận không thể chóc xương lột ra Đinh Dũng cho rồi. Hàn Hàn dứt lời, ánh mắt của người nhà họ Bách Lý lập tức đổ về phía Đinh Dũng. Yên Anh Ly mặt mày tối sầm, lạnh giọng hỏi, tại sao cậu lại giả mạo là người nhà họ Trương? Trà trộn vào đây rốt cục là muốn làm gì? Quan tâm hắn làm gì, cứ bắt lại rồi nói, Tần Văn Minh hắng giọng, cứ thế đi về phía Đinh Dũng. Lúc này, luồng khí tức khủng khiếp toát ra từ người Tần Văn Minh giống như thanh kiếm sắc lẹm được rút ra khỏi vỏ. Luồng khí tức này giống như ngọn núi Thái Sơn đè nén về phía Đinh Dũng. Chết đi, dứt lời, Tần Văn Minh vung tay ấn về phía Đinh Dũng. Thấy cảnh này, Đinh Dũng cau mày, không những không hề né tránh mà ngược lại cũng lập tức ra tay, hướng bàn tay về phía Tần Văn Minh, cả hai bên va chạm vào nhau. Muốn chết, Đinh Dũng lựa chọn đối kháng trực diện, Tần Văn Minh cười lạnh lùng như trông thấy cảnh Đinh Dũng bị đánh bay đi vậy. Ngu xuẩn, dám đối đầu với Tần Văn Minh. Lẽ nào hắn ta không biết nhà họ Tần thị ở Giang Bắc ngoài kiếm đạo ra còn rất mạnh về thể thuật sao? Thấy cảnh này, đến cả Yên Anh Ly và Trần Khả Hân cũng lắc đầu. Vì kể cả là bọn họ, khi đối đầu với Tần Văn Minh cũng sẽ không lựa chọn phản kháng trực diện như thế, vì trong trường hợp đó thì bọn họ cũng sẽ không phải là đối thủ của Tần Văn Minh. Nhà họ Tần thị ở Giang Bắc có kiếm đạo tồn tại lâu đời, thế nhưng thể thuật lại là thứ khiến bọn họ nổi danh. Vì kiếm đạo quá huyền bí mà không phải ai cũng có thể lĩnh hội, thế nhưng thể thuật lại khác, chỉ cần chăm chỉ rèn luyện thì nhất định sẽ có thành quả. Bịch một tiếng, cả hai người cùng lùi về sau. Tần Văn Minh bay ra ngoài, mặt hắn hãy còn kinh ngạc, cánh tay hắn tê dại, cho dù thế nào hắn cũng không thể ngờ nổi Đinh Dũng lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Còn Đinh Dũng chỉ lùi sau hai bước, anh rất nhanh chóng đã đứng vững, nhìn Tần Văn Minh với vẻ mặt có phần ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh gặp một tên khiến anh phải lùi về sau như vậy, đặc biệt là tên này chỉ đạt cảnh giới võ đạo đại sư. Sức mạnh cơ thể của hắn thật khiến người ta phải kinh ngạc, Đinh Dũng đưa ra kết luận. Vốn dĩ anh không có sở trường về sức mạnh cơ thể, có điều những người mà anh từng gặp trước đây không hề bằng anh, vì vậy mới bị Đinh Dũng chèn ép, còn Tần Văn Minh lại khác, sức mạnh cơ thể hắn quá mạnh, nếu như Đinh Dũng không dùng đến tu vi võ đạo, muốn đánh bại Tần Văn Minh thì e rằng không thể. Hừ, người này là ai mà lại có thể đánh hòa được? Cái gì mà hòa, cậu không thấy hắn ta chỉ lùi sau hai bước sao? Đúng vậy, tôi thấy rõ ràng hắn chỉ mạnh hơn người kia một chút thôi, thấy Đinh Dũng và Tần Văn Minh hòa nhau,
Các thành viên của các gia tộc ở thành phố Kim Châu đều hít vào một hơi thật sâu, rõ ràng không ngờ Đinh Dũng có thể đánh hòa được với đối phương. Đặc biệt, cứ nghĩ Đinh Dũng cũng có khả năng đánh ngang bằng với Tần Văn Minh, nhiều người tỏ ra hưng phấn thấy rõ. Bọn họ vốn dĩ không muốn kết liên minh, nhưng nếu như nhà họ Thiết thỏa hiệp thì những gia tộc nhỏ như bọn họ phải làm sao? Tới lúc đó nhà họ Bách Lý phân chia lợi ích, những gia tộc nhỏ như bọn họ không những không vơ vét được gì mà còn có khả năng bị lợi dụng. Lúc này, có người giơ tay phản kháng, đương nhiên là điều bọn họ mong muốn thấy. Không ngờ cậu cũng có chút bản lĩnh đấy, là tôi đánh giá thấp cậu rồi, Tần Văn Minh nheo mắt, vung bàn tay và vẫn cảm thấy có phần tê dại. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, có việc gì thì từ từ thương lượng, thấy Tần Văn Minh và Đinh Dũng đánh tới, Thiết Vô Cực vội đi tới cười nói, có việc gì từ từ nói, tôi tin cậu Đinh không nói dối, trước đó tôi thấy cậu ấy và nhà họ Thiết có mối quan hệ thân thiết. Nhà họ Thiết hiện giờ nhiều việc, ủy thác cho cậu ấy đại diện cũng là chuyện bình thường. Hừ, nghe Thiết Vô Cực nói vậy, Tần Văn Minh hắng giọng nhưng không hề ra tay. Rõ ràng hắn ta cũng cảm nhận được thực lực của Đinh Dũng không hề yếu hơn mình, lúc này nếu có ra tay lần nữa cũng vô nghĩa. Nếu như bị Đinh Dũng đánh thì ngược lại còn mất thể diện. Đúng lúc này, cánh cửa khách sạn rung chấn, ngay sau đó, một toán người từ ngoài đi vào. Đại trưởng lão! Người đã đưa tới rồi, một người đàn ông đi tới khẽ giọng nói với Bách Lý Thuần. Nghe thuộc hạ nói vậy, Bách Lý Thuần gật đầu nhếch miệng cười, nói với mọi người, không sao, người tôi mời đã tới rồi, là thật hay không, giờ đi hỏi là biết. Cả đám khốn nạn, thả tôi ra, Bách Lý Thuần dứt lời, ở cửa liền vang lên tiếng mắng chửi. Đinh Dũng cau mày, quay đầu nhìn, hai người được mời tới đây, một người là Trương Bồi Sơn nằm trên cáng, bị người ta khiêng tới. Người còn lại cũng rất trẻ, mặc bộ đồ màu trắng, lúc này nhìn mọi người với khuôn mặt tái nhợt, nạt nộ cả đám khốn nạn các người, bắt tôi tới đây làm gì. Tôi cảnh cáo các người, tôi là người nhà họ Lý, các người làm vậy thì bố tôi sẽ không tha cho các người, người thanh niên mặc đồ trắng nhìn nghiến răng đe dọa. Nghe vậy, Bách Lý Thuần đi tới, nhìn cả hai người cười nói hết sức thản nhiên, có lẽ hai gia tộc các cậu đều đã nhận được thiệp mời cả rồi chứ. Thiệp mời cái gì? Ông nói cái thiệp mời của nhà họ Bách Lý gì đó à? Bị tôi vứt đi rồi, tới bây giờ người thanh niên mặc đồ trắng kia vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Bách Lý Thuần nghe xong thì mặt dần tối sầm cả lại, đặc biệt là khi nghe hắn ta nói đã vứt thiệp, Bách Lý Thuần lập tức hắng giọng, từ chối lời mời của thượng tộc, nhà họ Bách Lý cũng to gan đấy. Cái gì mà thượng tộc, nhà họ Bách Lý tôi chưa từng nghe tới bao giờ, người thanh niên mặc đồ trắng kia gần như ý thức được gì đó. Hắng giọng nhìn Bách Lý Thuần hỏi các ông là người nhà họ Bách Lý sao? Tôi khuyên ông tốt nhất thả tôi ra, nếu không, đợi bố tôi tìm đến tận nơi thì nhất định sẽ cho các ông sống không bằng chết. Bách Lý Thuần nghe vậy thì mặt mày càng khó coi hơn hẳn, ông ta nhìn gã thanh niên mặc đồ trắng, rồi đảo mắt sang Trương Bồi Sơn, lạnh lùng nói, sau khi chúng ta thành lập liên minh, tôi sẽ lập ra một danh sách, tổng cộng chia thành 4 cấp gia tộc, chỉ cần là cấp cao nhất thì đều được gọi là thượng tộc. Nếu như ai dám phản kháng lại mệnh lệnh của thượng tộc. Nói tới đây, Bách Lý Thuần hắng giọng, chỉ vào hai người kia, lôi bọn họ ra ngoài, chém cho chó nhai. Ông, bố tôi là Lý Phong, các ông không thể đối xử với tôi như vậy. Các ông, người thanh niên mặc đồ trắng vừa nghe vậy đã tỏ ra hoang mang, vội lôi tên bố mình ra đe dọa. Đáng tiếc, hắn ta còn chưa nói xong câu đã bị người ta bịt miệng. Nhà họ Bách Lý có thể lôi được cả thiếu chủ trong tay nhà họ Lý tới đây đương nhiên sẽ không sợ nhà họ Lý tới báo thù. Suy cho cùng thì nhà họ Lý chẳng qua cũng chỉ là một gia tộc bình thường ở Kim Châu mà thôi, không thể so sánh với nhà họ Thiết được, chứ nói gì là nhà họ Bách Lý thâm sâu khó dò. Đợi đã, Đinh Dũng đi tới nhìn Trương Bồi Sơn, trước đó tôi từng nói, tôi đại diện cho nhà họ Trương, cậu ta chính là thiếu gia của nhà họ Trương, các ông không phải muốn hỏi sao? Thế nào? Giờ lại muốn giết người diệt khẩu, nói tới đây, Đinh Dũng nhếch miệng mỉa mai, nhìn Bách Lý Thuần, điềm tĩnh nói, hay là nhà họ Bách Lý nói không giữ lời. Từ đầu tới cuối, Trương Bồi Sơn không hề lên tiếng, khi nghe thấy giọng Đinh Dũng, hắn cố gắng mở mắt, há miệng, hạ giọng nói, anh Đinh, tôi còn tưởng anh không đến. Yên tâm, tôi đã đồng ý với cậu rồi thì nhất định sẽ đến, vừa nói, Đinh Dũng vừa đi tới nhìn Bách Lý Thuần, nói, thả cậu ta ra, cho người đưa cậu ta về. Cậu nói với tôi như vậy à, cậu cho rằng cậu là ai, lúc này,
Tần Văn Minh đi tới lên giọng, chúng tôi nể mặt ông Thiết đây nên đã tha cho cậu một mạng, tốt nhất cậu được đà lấn tới. Trương Bồi Sơn mặt mày vẫn còn tái nhợt, trên thực tế, khi nhà họ Bách Lý cho người đi mời hắn, hắn đã cảm nhận được có gì đó không ổn, lúc này vội nói, anh Đinh, anh đừng quan tâm tới tôi. Nghe vậy, Đinh Dũng khoát tay, nhìn thẳng vào hai người Tần Văn Minh và Bách Lý Thuần, việc hôm nay tôi đứng ra chịu trách nhiệm, tôi nói lại lần cuối, thả cậu ta ra. Nếu tôi không thả thì sao, Tần Văn Minh tức tối. Giọng điệu này của Đinh Dũng lập tức khiến hắn ta tối sầm mặt, hắn nhếch miệng lạnh lùng, lần yến tiệc này để nhằm mục đích đàm phán việc liên minh, bọn họ từ chối thì đương nhiên phải trả giá. Các ông đừng quên, chúng tôi còn chưa đồng ý liên minh với các ông, đừng nói chắc chắn quá, Đinh Dũng lạnh giọng, quay đầu nhìn Thiết Vô Cực. Cảm nhận được ánh mắt đó của Đinh Dũng, Thiết Vô Cực bất giác cau mày. Nói thật thì ông ta cũng không muốn liên minh với nhà họ Bách Lý làm gì. Chẳng cần nghĩ cũng biết mấy người này có dã tâm lang sói, nhất định sẽ chiếm lợi ích ở thành phố Kim Châu, thế nhưng những gia tộc này đều là gia tộc lớn ở Giang Bắc, thực lực không phải nhà họ Thiết có thể lay chuyển được, vả lại, nhà họ Thiết còn phải cầu cứu những người khác. Việc thành lập liên minh, quả thực cần tính toán lâu dài, nghĩ vậy, Thiết Vô Cực bật cười ha ha, nói. Ông ta không nói không đồng ý. Cũng không nói đồng ý, câu nói nước đôi thế này khiến Đinh Dũng nheo mắt, xem ra lão hồ ly này không định chuẩn bị đối đầu với nhà họ Bách Lý. Cậu cũng muốn từ chối thành lập liên minh, nghe Đinh Dũng nói vậy, Tần Văn Minh cau mày lạnh giọng. Vốn dĩ tôi còn suy nghĩ nhưng thấy thái độ đó của cậu, tôi cho rằng thôi không cần nữa, Đinh Dũng gật đầu trả lời không hề né tránh. Trong mắt Tần Văn Minh rõ sát khí đằng đằng, hắn nhìn chằm chằm vào Đinh Dũng, việc liên minh nhất định phải thực hiện. Nếu như có người muốn ngáng đường thì đừng trách chúng tôi khai trừ. Cậu không phải đối thủ của tôi, Đinh Dũng lắc đầu, bộ dạng thản nhiên. Dáng vẻ đó lập tức khiến Tần Văn Minh tức tối. Chưa bao giờ hắn bị người ta coi thường, cũng chưa có ai dám nói với hắn những lời như vậy. Cậu cho rằng tôi không phải đối thủ của cậu, Tần Văn Minh bật cười lạnh lùng, đột nhiên chỉ vào Trương Bồi Sơn mà nói, chỉ bằng thế này, cậu và tôi đánh một trận, nếu cậu thắng, tôi thả hắn ta. Thế nhưng nếu tôi thắng thì tôi chỉ có thể tiễn cả hai người lên đường, Tần Văn Minh nhếch miệng mỉa mai. Mặc dù thực lực của Đinh Dũng không phải vừa nhưng Tần Văn Minh có sự tự tin tuyệt đối, Đinh Dũng nhất định không phải đối thủ của hắn. Vì Tần Văn Minh mạnh nhất không phải là thể thuật mà là kiếm đạo độc nhất vô nhị của nhà họ Tần Thị ở Giang Bắc. Trước đó khi đối đầu với Đinh Dũng, Tần Văn Minh không hề thi triển thực lực cho nên mới khiến Đinh Dũng được đà. Nếu tôi thắng thì sao? Chỉ có thể thả chúng tôi đi sao, Đinh Dũng nhướng mày, nhìn Tần Văn Minh lãnh đạm nói. Cậu thắng, nếu cậu có thể thắng, thì tôi đi đầu xuống đất. Từ nay về sau, gặp cậu tôi gọi bằng tiếng đại ca, Tần Văn Minh nghe Đinh Dũng nói vậy thì bật cười, nhếch miệng mỉa mai, rất đáng tiếc, cậu không thể thắng nổi tôi đâu. Nhà họ Tần thì mạnh nhất là kiếm đạo, e rằng cậu không phải đối thủ của Tần Văn Minh tôi đâu. Vậy thì cũng chưa chắc. Nhà họ Tần thì ở Giang Bắc là gia tộc gì chứ, Đinh Dũng không thể là đối thủ của Tần Văn Minh được. Đúng là đáng tiếc, thân thủ của tên này không tồi, đáng tiếc lại gặp phải người nhà họ Tần thị. Nghe Đinh Dũng đồng ý khiêu chiến với Tần Văn Minh, những người bên dưới không khỏi xôn xao. Không dễ gì mới có người khiêu chiến quyền uy của nhà họ Tần thị, thế nhưng mọi người thấy bộ dạng tự tin của Tần Văn Minh thì chỉ biết thở dài. Không ai đánh giá cao Đinh Dũng. Thậm chí Hàn Hàn từng đụng độ với Đinh Dũng nhưng vẫn cười điên dại, cho rằng Đinh Dũng đối đầu với Tần Văn Minh là tự tìm cái chết. Tôi muốn nói rõ ràng trước đã, mặc dù hắn ta là tên ở rể nhà họ Hàn chúng tôi nhưng việc lần này không liên quan gì đến nhà họ Hàn cả, Hàn Hàn đứng trong đám người, nghiến răng hét lớn. Nếu Đinh Dũng đại diện cho nhà họ Hàn, một khi xảy ra xung đột với Tần Văn Minh, cho dù kết quả thế nào thì nhà họ Hàn sẽ không thể gánh nổi cơn phẫn nộ của nhà họ Tần thị. Anh họ, anh đang nói gì vậy, nghe vậy, Hàn Phương Nhiên không kiềm chế nổi, mặt mày khó coi nhìn Hàn Hàn, nghiến răng, anh cũng không đại diện được cho nhà họ Hàn đâu. Dù gì thì Đinh Dũng cũng là người nhà họ Hàn, anh không có quyền mà nói vậy. Vả lại anh bợ đỡ người khác, tự hủy uy phong của mình, anh có xứng là người nhà họ Hàn không, Hàn Phương Nhiên chưa bao giờ tỏ ra tức giận, thế nhưng thấy Đinh Dũng bị Hàn Hàn mỉa mai như vậy, sự khó chịu tích tụ trong lòng lúc này bùng phát. Thấy Hàn Phương Nhiên cũng ở đây, Hàn Hàn tối sầm mặt, hắn nhìn Hàn Phương Nhiên, nghiến răng, Đinh Dũng không biết trời cao đất dày, dám khiêu chiến nhà họ Tần thị,
lẽ nào nhà họ Hàn chúng ta cũng phải trả giá cho hành động ngu xuẩn của hắn? Cậu yên tâm, ân oán của tôi và hắn không liên quan gì đến nhà họ Hàn cả. Đúng lúc này, Tần Văn Minh nhếch miệng cười, nhìn Hàn Hàn nói. Lời nói của Hàn Hàn khiến Tần Văn Minh nghe mà dễ chịu, cái hắn cần là những người ngoan ngoãn như chó con thế này, lút cút đi theo sau mình, bất cứ lúc nào cũng biết liếm chân chủ, còn kẻ như đá ngáng đường giống Đinh Dũng đây thì loại bỏ đi là được. Chưa bao giờ hắn cho rằng Đinh Dũng là đối thủ của mình, nghĩ vậy, Tần Văn Minh không do dự nữa, cứ thế xông về phía Đinh Dũng, đồng thời trong tay hắn có thêm một thanh kiếm trúc mang theo luồng sát khí chém về phía Đinh Dũng. Kiếm trúc, Đinh Dũng sững người. Trước đó anh từng nghe nói kiếm đạo lâu đời của nhà họ Tần thị ở Giang Bắc. Đinh Dũng còn cho rằng đây là gia tộc chuyên tu kiếm, không ngờ chỉ là kiếm đạo trong thi đấu. Thấy Tần Văn Minh lao tới, Đinh Dũng không kịp nghĩ nhiều, anh né người sang bên, sau đó đan tay lại với nhau, gẩy về phía mũi kiếm. Kiếm trúc đột nhiên phát ra âm thanh khác thường. Đinh Dũng thay đổi sắc mặt, cau mày, vừa rồi cảm giác về thứ kim loại nhâm nhập vào tay anh khiến anh chợt sững người. Lẽ nào tên này không phải dùng kiếm trúc mà chỉ cố ý dùng thanh kiếm có hình dạng như kiếm trúc? Chết đi, Tần Văn Minh di chuyển kiếm rất nhanh, nhanh tới mức khiến Đinh Dũng loạn mắt. Lúc này Đinh Dũng chỉ mới hơi khựng người lại thì đường kiếm kia đã chém tới, cứ thế bổ về phía đầu Đinh Dũng, thậm chí anh đã cảm nhận được nhát kiếm kia đã chém vào da thịt mình rồi. Đương lúc nghìn cân treo sợi tóc, túi đựng đồ của anh chợt lay động và một vật tự bay ra khỏi túi đựng đồ, chắn trước mặt Đinh Dũng. Vỏ kiếm đen, Đinh Dũng nheo mắt nắm lấy vỏ kiếm đen kia. Thanh kiếm chém vào cái vỏ kiếm màu đen thì đột nhiên bị bật ra. Cũng không biết vỏ kiếm này được làm bằng gì mà cứng như vậy. Cậu cũng thử kiếm đạo của tôi xem, thấy Tần Văn Minh bị bật kiếm ra, Đinh Dũng mới cười lạnh lùng, vỏ kiếm đen trong tay đột nhiên rẽ một đường cong trong không gian. Vỏ kiếm đen kia giống như đường quét của sao chổi để lại, cứ thế lướt đến chém vào kiếm trúc của Tần Văn Minh. Đòn đánh này Đinh Dũng đã dùng 10 phần sức lực. Cho dù anh không dùng võ đạo tu vi nhưng võ đạo đại sư bình thường cũng không mấy ai có thể cản nổi đường kiếm này. Keng, âm thanh chói tai vang lên. Kiếm trúc của Tần Văn Minh phát ra âm thanh lanh lảnh, cứ thế bị vỏ kiếm đen chém tới tạo thành một lỗ hổng. Còn Tần Văn Minh mặt mày tái mét, không kịp phản ứng lại, bị một luồng áp lực nặng nề chèn ép đến mức quỳ sụp xuống đất. Từng viên đá cẩm thạch trên mặt đất xuất hiện 4-5 đường nứt. Tần Văn Minh không thể đỡ nổi nhát kiếm này vì bị vỏ kiếm kia đè nén. Sức mạnh trong cơ thể hắn ta không thể cự lại nổi khiến cho lục phủ ngũ tạng bị thương, máu tươi cứ thế trào ra khỏi cổ họng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 21.